tâm của bạn sẽ giống như dòng nước chảy, thế nhưng nó tĩnh lặng nhưng trôi chảy. Cho nên tôi gọi nó là dòng nước tĩnh lặng chảy. Trí huệ có thể phát sinh tại đây. Ngay bây giờ làm ơn chú ý, đừng để tâm đuổi theo những thứ khác. Cứ tưởng tượng là bạn đang ngồi trên một ngọn núi hay ở một nơi nào đó trong rừng. Chỉ một mình thôi. Bạn đã có gì vào lúc này? Thân và tâm chỉ có hai thứ này thôi. Tất cả những gì nằm bên trong con người ngồi ở đây được gọi là thân thể. Tâm là cái nhận biết và suy nghĩ và lúc này. Cả hai thứ này cũng được gọi là Nama và Rupa. Nama ám chỉ cái không có Rupa hay hình thể. Tất cả tư tưởng và cảm xúc hay bốn uẩn thọ tưởng hành thức đều là Nama. Chúng đều không có hình thể. Khi mắt nhìn thấy hình thể, hình thể đó gọi là Nama và Rupa, hay chỉ là thân và tâm. Hãy hiểu rằng cái ngồi đây bây giờ chỉ là thân và tâm, nhưng chúng ta thường lẫn lộn hai thứ này với nhau. Nếu bạn muốn được bình an, bạn phải biết sự thật về chúng. Tâm trong tình trạng hiện tại của nó là cái tâm chưa được huấn luyện. Nó không trong sạch và sáng tỏ. Nó chưa phải là cái tâm thuần khiết. Chúng ta phải huấn luyện cái tâm này thêm nữa xuyên qua sự hành thiền. Có người nghĩ rằng thiền là ngồi trong một tư thế đặc biệt nào đó, nhưng sự thật thì đi, đứng, nằm, ngồi đều là những phương tiện để hành thiền. Bạn có thể tu hành suốt ngày đêm. Định có nghĩa là cái tâm thiết lập vững vàng để phát triển định. Bạn không cần phải giam cái tâm lại. Có người cố đạt được sự bình an bằng cách ngồi yên lặng và không cho phép thứ gì quấy nhiễu họ. Nhưng như thế cũng giống như người chết vậy. Tu hành là để phát triển trí huệ và sự hiểu biết. Định là cái tâm vững vàng, tâm nhất điểm. Nó cố định ở điểm nào vậy? Nó cố định tại cái điểm thăng bằng. Nhưng người tu thiền bằng cách cố yên lặng tâm của họ sẽ nói: tôi cố ngồi thiền, nhưng tâm tôi không đứng yên lấy một phút. Lúc thì nó bay qua bên này, lúc thì bay qua bên kia. Làm sao để cho nó dừng lại? Bạn không cần phải làm cho nó dừng lại. Đó không phải là vấn đề. Nơi nào có sự chuyển động, nơi đó sự hiểu biết có thể phát sinh. Người ta than phiền, nó cứ chạy mất và tôi kéo nó lại. Nhưng rồi nó chạy đi nữa và tôi lại kéo nó lại. Họ cứ ngồi đó dằn tới kéo lui mãi. Họ nghĩ rằng tâm của họ đang chạy lung tung khắp chốn, nhưng thật sự nó chỉ có vẻ như đang chạy thôi. Ví dụ, hãy xem xét cái chánh điện ở đây. Ồ, nó lớn quá, bạn nói. Thật ra nó không lớn chút nào. Nó lớn hay nhỏ đều tùy vào sự nhận thức của bạn về nó. Thật sự thì cái chánh điện này chỉ rộng như thế thôi, không lớn không nhỏ. Nhưng người ta cứ chạy theo những cảm xúc của họ. Thiền là để tìm thấy sự bình an nội tâm. Trước hết, bạn phải hiểu sự bình an là gì. Nếu bạn không hiểu nó, bạn sẽ không thể tìm thấy nó. Thí dụ, hôm nay bạn đến tu viện mang theo một cây bút đắt tiền. Giả sử trên đường đến đây, bạn để cây bút trong túi áo trước của bạn, nhưng sau đó bạn lấy nó ra và để nó ở một nơi khác, trong túi quần sau của bạn chẳng hạn. Rồi bây giờ bạn thò tay vào túi áo trước, nó không có ở đó. Bạn hoảng hốt. Bạn hoảng hốt vì bạn hiểu lầm, vì bạn không biết sự thật của vấn đề. Và rồi bạn đau khổ. Bạn không thể quên cây bút bị mất của mình. Sự hiểu biết sai lầm của bạn khiến cho bạn khổ. Buồn quá, mới mua cây bút được vài ngày mà đã mất rồi. Nhưng rồi bạn nhớ ra, ồ biết rồi, khi tôi đi tắm tôi để cây bút trong túi quần sau. Thế là bạn cảm thấy nhẹ nhõm ngay, dầu vẫn chưa thấy cây bút của mình. Thế không, bạn vui vẻ rồi. Bạn không còn lo lắng về cây bút của mình. Khi bạn sờ tay vào túi quần sau, nó ở đó. Tâm của bạn đánh lừa bạn suốt thời gian qua. Bây giờ nhìn thấy cây bút, nỗi lo của bạn lắng dịu. Thứ bình an này đến từ sự nhìn thấy nguyên nhân của vấn đề hay nguyên nhân của sự khổ. Bạn vừa nhớ lại là cây bút nằm trong túi quần sau thì sự khổ chấm dứt. Cho nên bạn phải quán chiếu để có thể tìm thấy sự bình an. Điều mà người ta nói là sự bình an chỉ là sự lắng yên của tâm, không phải sự lắng yên của phiền não. Phiền não chỉ tạm thời bị chặn đứng, giống như mảng cỏ bị tảng đá đè lên trên. Nếu sau 3-4 ngày bạn lấy tảng đá đi thì không bao lâu cỏ sẽ mọc trở lại.
Còn không chết, nó chỉ bị đè nén. Nó cũng giống như việc ngồi thiền, tâm lắng dịu nhưng phiền não thì không. Thiền định mang tới một thứ bình an, nhưng nó cũng giống như tảng đá đè lên cỏ, nó chỉ tạm thời. Để đạt được sự bình an thật, bạn phải phát triển trí huệ. Sự bình an của trí huệ thì giống như việc đặt tảng đá lên mảng cỏ và không nhấc nó lên, cứ để nó ở đó, cỏ không thể nào mọc lên lại. Đây là sự bình an thật, sự lắng dịu của phiền não. Chúng ta nói về trí huệ và sự tĩnh lặng như hai thứ riêng biệt, nhưng thật ra chúng là một và giống nhau. Trí huệ là chức năng động của thiền định, thiền định là khía cạnh tỉnh của trí huệ. Chúng phát sinh cùng một chỗ nhưng có chức năng khác nhau, khuynh hướng khác nhau. Giống như trái xoài ở đây, lúc đầu nó là một trái xoài xanh nhỏ, rồi nó lớn lên dần mãi cho đến khi nó chín. Trái nhỏ, trái lớn và trái chín đều là cùng một trái xoài, nhưng điều kiện của nó thay đổi. Trong sự tu hành, một điều kiện gọi là thiền định, điều kiện đến sau gọi là trí huệ. Nhưng thật sự thì giới định huệ đều là một thứ, giống như trái xoài vậy. Trong trường hợp nào cũng vậy, bất kể bạn nói đến khía cạnh nào của sự tu hành, bạn phải luôn bắt đầu với cái tâm. Bạn biết cái tâm này là gì không? Nó ở đâu vậy? Không ai biết cả. Chúng ta chỉ biết là chúng ta muốn đi qua bên này hay bên kia, chúng ta muốn điều này hay điều kia, chúng ta cảm thấy tốt hay xấu. Nhưng tâm thì thật khó biết. Tâm là cái gì? Tâm không có hình thể. Cái tiếp nhận những cảm thọ tốt và xấu chúng ta gọi là tâm. Nó giống như người chủ nhà. Người chủ nhà ở mãi trong nhà, còn khách khứa thì đến gặp họ. Chủ nhà là người tiếp khách. Ai tiếp nhận các cảm thọ? Cái tiếp nhận các cảm thọ là gì vậy? Ai buông bỏ các cảm thọ? Đó là cái chúng ta gọi là tâm. Nhưng con người không thể nhìn thấy nó, cho nên họ cứ suy nghĩ lòng vòng. Tâm là gì? Nó có phải là bộ óc không? Đừng làm vấn đề rối rắm như thế. Nhưng cái tiếp nhận các cảm thọ là gì? Có cảm thọ nó thích, có cái nó không thích. Ai thế? Có một người ở đó để thích hay không thích sao? Hẳn nhiên. Như chúng ta không thể thấy nó, chúng ta cho nó là một từ ngã, nhưng thật ra nó chỉ là một pháp vô hình. Do đó, chúng ta bắt đầu tu hành bằng cách lắng dịu tâm, đặt sự nhận biết vào trong tâm. Nếu tâm nhận biết, nó sẽ được bình an. Có người không thiết lập sự nhận biết, họ chỉ muốn được bình an, kiểu trống rỗng. Vì thế, họ không bao giờ học hỏi được điều gì. Nếu chúng ta không có người biết này, chúng ta lấy gì làm nền tảng cho sự tu hành của mình? Nếu không có dài, sẽ không có ngắn. Nếu không có đúng, sẽ không có sai. Có người thời nay cứ nghiên cứu mãi, tìm kiếm điều thiện và điều ác, nhưng cái vượt lên sự thiện ác thì họ không biết chút nào cả. Họ chỉ biết cái đúng và cái sai. Tôi chỉ muốn cái đúng thôi, tôi không muốn biết về cái sai. Để làm gì? Nếu bạn cố lấy cái đúng thôi thì không bao lâu nó sẽ lại sai. Đúng dẫn tới sai. Họ nghiên cứu về cái dài và cái ngắn, nhưng cái không dài không ngắn thì họ không biết chút nào cả. Một con dao có cạnh bén và cạnh cụm, và một cái tay cầm. Bạn có thể chỉ nâng cái cạnh bén lên thôi không? Bạn có thể chỉ nâng cái cạnh cùng hay tay cầm lên thôi không? Cái tay cầm, cạnh cùng, cạnh bén đều là những phần của cùng một con dao. Khi bạn nhặt con dao lên, bạn được cả ba phần. Cùng thế ấy, nếu bạn lấy cái tốt, cái xấu theo sau, nếu bạn lấy hạnh phúc, đau khổ theo sau. Sự tu hành dính mắc vào sự tốt lành và từ khước sự xấu là đạo của trẻ con. Nó giống như đồ chơi. Dĩ nhiên, nếu bạn chỉ có thể hiểu được bấy nhiêu thì cũng không sao. Nhưng nếu bạn bám vào điều tốt, điều xấu sẽ theo sau. Khúc cuối của con đường này sẽ rối rắm, nó không tốt lắm. Nếu bạn không nghiên cứu điều này, sự tu hành của bạn không thể hoàn tất. Thử lấy một thí dụ, nếu bạn có con, giả sử bạn chỉ muốn yêu thương chúng và không bao giờ giận ghét chúng. Đây là lối suy nghĩ của những người không biết bản chất của con người. Nếu bạn nắm giữ tình thương, sự thù ghét sẽ theo sau. Tương tự như thế, người ta học hỏi giáo pháp để phát triển trí huệ, cho nên họ xem xét kỹ điều thiện và điều ác. Rồi sau khi nhận ra điều thiện và điều ác, họ làm gì? Họ cố bám vào điều thiện và điều ác theo sau. Họ không học hỏi cái vượt lên sự thiện ác. Đây là điều bạn nên học hỏi. Những người như thế nói, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Nhưng họ sẽ không bao giờ nói, tôi sẽ không là thứ gì cả, bởi vì đâu có thứ gì thật sự là tôi. Họ chưa học điều này. Tất cả những gì họ muốn là sự thiện lành,
Và nếu họ đạt được điều đó, họ lạc lối trong đó. Thế nhưng khi sự việc trở nên sáng sủa, thuận lợi, họ thối đọa và trở nên xấu. Cho nên con người cứ tốt rồi xấu, xấu rồi tốt như thế mãi. Hãy huấn luyện tâm cho đến khi nó thuần khiết. Tâm thuần khiết sẽ vượt lên cả thiện lẫn ác, vượt lên cả sự thuần khiết. Thế là hoàn tất. Đó là khi sự tu hành kết thúc. Chỉ khi bạn có thể khiến cho tâm vượt lên cả hạnh phúc lẫn khổ đau, bạn mới tìm thấy sự bình an thực. Đó là sự bình an chân chánh. Đây là đề tài mà đa số người không nghiên cứu, họ không thật sự nhìn thấy điều này. Đừng nghĩ rằng huấn luyện tâm là chỉ ngồi đó yên lặng. Có người than phiền, tôi không thể thiền, tôi quá hiếu động. Mỗi khi ngồi xuống, tôi nghĩ đến chuyện này, chuyện kia. Tôi không thể tu hành. Nghiệp chướng tôi nặng nề quá. Tôi nên dùng hết những nghiệp ác của mình trước, rồi mới trở lại để tu thiền. Được, cứ thử đi. Thử dùng cho hết ác nghiệp của bạn. Những cái gọi là chướng ngại là những cái chúng ta phải học hỏi. Mỗi khi chúng ta ngồi, tâm liền chạy ra ngoài. Chúng ta đi theo nó, rồi cố mang nó lại và quan sát nó. Nhưng rồi nó lại chạy đi nữa. Đây là điều mà các bạn cần học hỏi. Đa số người không muốn học bài học của họ từ thiên nhiên. Giống như một cậu học trò nghịch ngợm, không muốn làm bài tập của mình. Họ không muốn nhìn thấy tâm thay đổi. Nhưng như vậy thì họ phát triển trí huệ bằng cách nào? Chúng ta phải sống với sự thay đổi này. Khi chúng ta biết rằng tâm là như thế đó, không ngừng thay đổi, khi chúng ta biết rằng đây là bản chất của nó, chúng ta sẽ hiểu nó. Giả sử bạn có một con khỉ nuôi trong nhà, con khỉ không ở yên một chỗ được lâu. Nó nhảy quanh và chụp cái này nắm cái kia. Nhưng khỉ là vậy đó. Bây giờ bạn đến tu viện và nhìn thấy một con khỉ ở đây. Con khỉ này cũng không đứng yên một chỗ. Nó nhảy nhót lung tung giống như con khỉ ở nhà vậy. Nhưng nó không làm phiền bạn, phải không? Bạn đã từng nuôi một con khỉ nên bạn biết chúng ra sao. Nếu bạn biết chỉ một con khỉ thì bất kể bạn đi đâu, bất kể bạn nhìn thấy bao nhiêu con khỉ, bạn sẽ không bị chúng phiền nhiễu, đúng không? Đó là bởi vì bạn là người hiểu khỉ. Nếu chúng ta hiểu khỉ, chúng ta sẽ không trở thành khỉ. Nhưng nếu bạn không hiểu khỉ, bạn có thể trở thành một con khỉ, hiểu không? Nếu bạn thấy chúng muốn nắm cái này chụp cái kia và bạn la lên, ê, ngừng lại, rồi bạn tức giận, con khỉ mất dạy đó. Thế thì bạn là một người không biết khỉ. Một người biết khỉ nhận thấy rằng con khỉ ở nhà và con khỉ ở tu viện cũng như nhau. Tại sao lại tức giận? Một khi bạn nhìn thấy bản chất của loài khỉ, thế là xong, bạn có thể được bình an. Sự bình an là như thế đó. Chúng ta phải biết các cảm xúc. Có cảm xúc thoải mái, có cái khó chịu. Nhưng điều đó không quan trọng. Đó là vấn đề của chúng. Cũng giống như khỉ vậy. Chúng ta nên hiểu các cảm xúc và biết cách buông bỏ chúng. Cảm xúc không chắc chắn, chúng tạm bợ, không hoàn mỹ và vô chủ. Mọi thứ mà chúng ta tiếp nhận đều là như thế. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp nhận các cảm xúc, chúng ta biết chúng giống như biết loài khỉ, và rồi chúng ta có thể bình an. Phải có những thứ này. Nếu không có các cảm xúc, bạn không thể phát triển trí huệ. Với một người học trò nghiêm túc thì càng có nhiều cảm xúc càng tốt. Nhưng nhiều thiền giả rất sợ các cảm xúc. Họ không muốn đối phó với chúng. Đây là đứa học trò không muốn đi tới trường và không nghe lời thầy. Những cảm xúc này đang dạy dỗ chúng ta. Khi chúng ta nhận biết các cảm xúc, chúng ta đang tu hành. Sự bình an bên trong các cảm xúc thì cũng giống như sự hiểu biết con khỉ ở đây. Khi bạn hiểu bản chất của loài khỉ, bạn không còn bị chúng phiền nhiễu. Sự tu hành cũng vậy. Đạo không ở đâu xa, nó ở ngay trong chúng ta. Đạo không liên quan đến những thiên thần trên trời hay những thứ như thế. Nó chỉ là về chúng ta, về những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ. Hãy quan sát chính mình. Đôi lúc có sự hạnh phúc, đôi lúc đau khổ, đôi lúc thương, đôi lúc ghét. Đây là đạo. Bạn phải đọc những kinh nghiệm của mình. Bạn phải biết các cảm xúc trước khi bạn có thể buông bỏ chúng. Khi bạn nhìn thấy rằng các cảm xúc đều vô thường, chúng sẽ không làm phiền bạn nữa. Khi một cảm xúc vừa nảy sinh, chỉ việc nói với chính mình, nó là một thứ không chắc chắn. Khi tâm trạng thay đổi, không chắc, bạn có thể sống bình an với những thứ này. Giống như nhìn thấy con khỉ mà không bị quấy rầy. Nếu bạn biết sự thật về những cảm xúc,
đó là bạn hiểu đạo. Bạn buông bỏ các cảm xúc vì thấy rằng chúng đều không chắc chắn. Sự không chắc chắn mà chúng ta nói đến ở đây là Phật. Phật là Pháp. Pháp là tính chất của sự không chắc chắn. Bất cứ ai nhìn thấy sự không chắc chắn của sự việc, nhìn thấy cái thực tại không thay đổi của chúng. Pháp là như vậy đó, và đó là Đức Phật. Nếu bạn nhìn thấy Pháp, bạn nhìn thấy Phật. Nhìn thấy Phật, bạn nhìn thấy Pháp. Nếu bạn biết sự vô thường, không chắc chắn, bạn sẽ buông bỏ sự việc và không nắm giữ chúng nữa. Bạn nói, đừng làm dở cái ly của tôi. Bạn có thể ngăn cản một thứ có thể dở để nó đừng dở không? Nó sẽ dở, sớm hay muộn thôi. Nếu bạn không làm nó dở, một người khác sẽ làm. Nếu không có ai làm nó dở, một trong những con gà sẽ làm thế. Đức Phật bảo chúng ta chấp nhận điều này. Thấu hiểu sự thật về những điều này, Ngài nhìn thấy rằng cái ly này vốn đã dở rồi. Sự hiểu biết của Đức Phật là như thế này. Ngài nhìn thấy cái ly dở bên trong cái ly chưa dở. Mỗi khi bạn dùng cái ly này, bạn nên ngẫm nghĩ rằng nó đã dở. Khi thời gian đến nó sẽ dở. Hãy dùng cái ly, hãy chăm sóc cho nó, cho đến ngày nó tụt khỏi bàn tay bạn và dở tan. Không sao cả. Tại sao không? Bởi vì bạn đã nhìn thấy sự dở tan của nó từ trước. Tôi rất thích cái ly này, bạn nói. Tôi hy vọng nó không bao giờ dở. Vài bữa sau, con chó làm dở nó. Tôi sẽ giết con chó khốn nạn đó. Bạn ghét con chó vì nó làm dở cái ly của bạn. Nếu một trong các con của bạn làm dở nó, bạn sẽ ghét nó luôn. Tại sao vậy? Bởi vì bạn ngăn mình lại và nước không có chỗ thoát. Bạn xây một cái đập mà không có đập tràn. Điều duy nhất cái đập có thể làm là bể tung, phải không? Khi bạn xây một cái đập, bạn cũng phải làm một cái đập tràn. Khi nước dâng lên quá cao, nó có thể chảy ra một cách an toàn. Bạn phải có một cái van an toàn như thế. Sự vô thường của cái van an toàn của các thánh nhân. Nếu bạn có cái van an toàn này, bạn sẽ bình an. Đi, đứng, nằm, ngồi, hãy tu hành liên tục. Dùng chánh niệm để canh gác và bảo vệ tâm. Chừng nào bạn không dứt bỏ Phật, bạn sẽ không đau khổ. Vừa dứt bỏ Phật, vừa dứt bỏ sự quán chiếu về tính chất tạm bợ, bất toàn và vô chủ là bạn đau khổ ngay. Nếu bạn có thể tu hành được bấy nhiêu thì đã đủ. Đau khổ sẽ không phát sinh. Hoặc nếu đâu có phát sinh, bạn có thể giải quyết ổn thỏa. Và điều này sẽ khiến cho sự khổ không phát sinh trong tương lai. Đây là dứt điểm của sự tu hành. Một điểm nơi sự khổ không còn phát sinh. Và tại sao sự khổ không phát sinh? Bởi vì chúng ta đã nhận ra nguyên nhân của sự khổ. Bạn không cần đi xa hơn điểm này. Chỉ bấy nhiêu là đủ. Quán chiếu điều này trong tâm của bạn. Tất cả các bạn đều có năm giới làm nền tảng. Không cần phải nghiên cứu tam tạng kinh điển. Chỉ việc tập trung vào năm giới trước, lúc đầu bạn sẽ làm lầm lỗi. Khi bạn nhận ra điều này, hãy dừng ngay, quay lại và tái thiết lập giới hạnh của bạn. Có thể bạn sẽ đi lạc và làm một lầm lỗi khác. Khi bạn nhận ra điều này, tái thiết lập chính mình. Nếu bạn tu hành như thế này, bạn sẽ có chánh niệm liên tục trong mọi tư thế. Khi đến giờ ngồi thiền, bạn ngồi thiền. Nhưng thiền không chỉ là ngồi. Bạn phải cho phép tâm kinh nghiệm sự việc hoàn toàn. Cho phép sự việc diễn tiến tự nhiên và xem xét bản chất của chúng. Bạn xem xét chúng như thế nào? Hãy nhìn thấy chúng là vô thường, bất toàn và vô chủ. Tất cả đều không chắc chắn. Cái này đẹp quá, tôi phải có nó. Đó không phải là một điều chắc chắn. Tôi không thích cái này chút nào cả. Hãy nói với mình ngay tại đó, không chắc. Nhưng nếu bạn cố xem sự việc là thật, tôi sẽ lấy cho được thứ này. Bạn đã đi lạc hướng, được làm thế. Bất kể bạn thích một điều gì đến chừng nào, bạn nên suy nghĩ là nó không chắc chắn. Có một món ăn có vẻ rất thơm ngon, nhưng bạn nên suy nghĩ rằng nó không phải là điều chắc chắn. Nó có thể trông rất chắc chắn, trông rất ngon, nhưng bạn vẫn phải nói với mình không chắc. Nếu bạn muốn kiểm tra xem nó có chắc chắn không, hãy thử ăn món ruột của bạn mỗi ngày. Mỗi một ngày, nhớ nhé, cuối cùng bạn sẽ than phiền, món này không thấy ngon nữa. Cuối cùng bạn sẽ nghĩ, thật ra tôi thích món kia hơn. Nhưng đó cũng không phải là một điều chắc chắn. Có người ngồi cho đến khi họ đờ đẫn cả ra, chẳng khác gì người chết. Họ không thể phân biệt phía nào là nam, phía nào là bắc. Đừng đi đến chỗ cực đoan như vậy. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ khi đi kinh hành, hãy thay đổi tư thế.
hãy có trí huệ. Nếu bạn mệt mỏi quá, hãy nghỉ một lát. Khi vừa thức giấc, hãy tiếp tục tu hành. Đừng để mình rơi vào trạng thái đờ đẫn. Bạn phải tu hành như vậy, phải hợp lý, có trí huệ và thận trọng. Khởi sự tu hành từ chính thân và tâm của bạn, nhìn thấy chúng vô thường. Hãy nhớ như thế, khi bạn nhìn thấy thức ăn thơm ngon, bạn phải tự nhủ, không phải là một điều chắc chắn, bạn phải đánh trước. Thường thì hầu như lần nào bạn cũng bị nó đánh trước, phải vậy không? Nếu bạn không thích một thứ gì, bạn khổ sở vì điều đó. Đây là cách sự việc đánh đấm chúng ta. Bạn chưa bao giờ có cơ hội ra tay trước. Hãy tu hành trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi. Bạn có thể kinh nghiệm sự tức giận trong bất cứ tư thế nào, đúng không? Bạn có thể nổi giận khi bạn đang đi, khi đang ngồi hay đang nằm. Bạn có thể kinh nghiệm sự ham muốn trong bất kỳ tư thế nào. Cho nên sự tu hành của chúng ta phải nới rộng tới mọi tư thế. Đừng chỉ phô trương, hãy thật sự làm. Khi ngồi thiền, một điều gì đó có thể phát sinh. Trước khi nó lắng dịu thì một thứ khác đã chạy xông vào. Bất cứ khi nào những thứ này xuất hiện, chỉ việc nói với bạn, không chắc, không chắc. Hãy đắm nó trước khi nó có cơ hội đắm bạn. Đây là điểm quan trọng. Nếu bạn biết rằng mọi việc đều vô thường, sự suy nghĩ của bạn sẽ tháo mở dần. Bạn quán chiếu về sự không chắc chắn của những chuyện đã qua, bạn sẽ nhìn thấy rằng mọi thứ đều đi cùng một đường. Mỗi khi có điều gì đó phát sinh, tất cả những gì bạn cần nói là ồ, là một đứa khác. Nếu tâm bạn bình an, nó sẽ giống như dòng nước tĩnh lặng đang trôi chảy. Bạn có bao giờ nhìn thấy một dòng nước tĩnh lặng trôi chảy không? Đúng như thế, bạn đã từng thấy dòng nước chảy và dòng nước tĩnh lặng, nhưng có lẽ chưa bao giờ thấy một dòng nước tĩnh lặng chảy. Ngay tại đó, ngay cái nơi mà sự suy nghĩ không thể mang bạn tới, ngay trong sự bình an, bạn có thể phát triển trí huệ. Tâm của bạn sẽ giống như dòng nước chảy, thế nhưng nó tĩnh lặng nhưng trôi chảy, cho nên tôi gọi nó là dòng nước tĩnh lặng chảy. Trí huệ có thể phát sinh tại đây. Chương 36. Sự siêu việt. Nguyên nhân của tất cả những sự rối rắm này là tự ngã. Tự ngã chỉ là cái vỏ bên ngoài. Chúng ta lột bỏ lớp vỏ bên ngoài để có thể nhìn thấy cái cốt tủy, tức là cái siêu việt. Khi nhóm 5 người tu khổ hạnh rời bỏ Đức Phật, Ngài xem đó là một sự may mắn, bởi Ngài sẽ có thể tiếp tục tu hành mà không bị ngăn trở. Những người này rời bỏ Ngài vì họ nghĩ rằng Ngài chỉnh mãn việc tu hành và trở lại với lối sống buông thả. Trước đó, Ngài rất chuyên tâm tu tập theo lối khổ hạnh ép sát. Đối với miếng ăn, giấc ngủ, Ngài đã hành hạ mình rất nhiều, nhưng Ngài không thấy lối tu hành đó có kết quả. Sự tu hành của Ngài phát xuất từ sự kiêu hãnh và bám giữ. Ngài lẫn lộn những giá trị thế gian và tính ích kỷ với chân lý. Thí dụ, nếu có người quyết định tu khổ hạnh ép sát để được người đời tôn kính, đây là sự tu hành vì thế gian, tu hành vì danh lợi. Tu hành với ý muốn như thế gọi là lẫn lộn con đường thế gian với chân lý. Một lối tu hành khác là lẫn lộn quan điểm của mình với chân lý. Bạn chỉ tin vào chính mình, vào sự tu hành của chính bạn. Bất kể người khác nói gì, bạn nhất định bám chặt vào quan điểm của mình. Đây gọi là lẫn lộn chính mình với chân lý. Bất kể bạn xem thế gian hay xem chính bạn là chân lý, đó đều là những sự ràng buộc mù quáng. Đức Phật nhìn thấy điều này và Ngài thấy rằng ở đó không có sự đi theo giáo pháp, không có sự tu hành vì chân lý. Cho nên sự tu hành của Ngài không có kết quả, Ngài vẫn chưa dứt trừ phiền não. Rồi Ngài thay đổi hoàn toàn và xem xét lại tất cả nỗ lực tu hành của Ngài từ lúc ban đầu. Kết quả của tất cả những sự tu hành đó là gì? Xem xét kỹ,
Ngài mới thấy nó chứa đầy tính chất kiêu hãnh và thế tục. Không có giáo pháp, không có trí huệ về sự vô thường, không có sự rỗng không hay xả bỏ hoàn toàn. Sau khi cân nhắc sự việc cẩn thận, Đức Phật biết rằng dầu Ngài có giải thích những điều này tới năm vị đồng tu, họ cũng sẽ không hiểu. Đó không phải là một thứ mà Ngài có thể truyền đạt dễ dàng, bởi vì họ vẫn bám chặt vào lối suy nghĩ và tu hành cũ. Đức Phật thấy rằng nếu bạn tu hành theo cách đó, thì dầu đến chết bạn cũng không đạt được điều gì, bởi vì sự tu hành đó được thúc đẩy bởi những giá trị thế gian và lòng kiêu hãnh. Quán xét sâu xa, Ngài hiểu ra sự tu hành đúng. Tâm là tâm, thân thể là thân thể. Thân thể không phải là nguồn gốc của sự ham muốn hay phiền não. Dù bạn có tiêu hủy thân thể, bạn vẫn không thể tiêu hủy phiền não. Dù bạn có nhịn đói và không ngủ cho đến khi thân thể chỉ còn xương bọc da, bạn vẫn không dập tắt phiền não. Nhưng sự tin tưởng rằng phiền não có thể được xóa tan bằng cách đó, giáo lý của pháp môn ép xác đã ăn sâu vào tâm trí của năm tu sĩ khổ hạnh đó. Và rồi Đức Phật bắt đầu ăn uống bình thường và tu hành một cách tự nhiên hơn. Khi năm tu sĩ này thấy sự thay đổi trong lối tu hành của Đức Phật, họ nghĩ rằng Ngài đã từ bỏ lối tu ép xác và quay lại với dục lạc thế gian. Sự nhận thức của Đức Phật vượt lên một đẳng cấp cao hơn. Nhưng năm tu sĩ đó cho rằng Ngài đang thoái hóa. Họ không thể buông bỏ lối suy nghĩ của mình. Nhưng Đức Phật đã nhìn thấy sự sai lầm của mình và buông bỏ nó. Và rồi, giống như chim rời khỏi một cội cây không còn cho đủ bóng mát, hay như cá rời khỏi cái hồ nước quá nhỏ quá dơ, năm tu sĩ khổ hạnh từ bỏ Đức Phật cùng thế ấy. Bây giờ, Đức Phật tập trung vào việc quán chiếu đạo. Ngài sống thoải mái hơn và tự nhiên hơn. Ngài cho phép tâm là tâm, thân thể là thân thể. Ngài không cưỡng ép sự tu hành của mình một cách quá đáng, chỉ vừa đủ để tháo lỏng dần những gông cùm của tham sân si. Trước đó, Ngài rơi vào hai thái cực. Khi hạnh phúc và tình thương phát sinh, Ngài bị khuấy động và dính mắc vào chúng. Ngài đồng hóa mình với chúng và không thể buông bỏ. Ngài mắc kẹt vào đó. Đó là một thái cực. Thái cực kia là khi Ngài tu hành ép xác với năm tu sĩ kia. Hai thứ cực đoan này Ngài gọi là mê đắm trong dục lạc và mê đắm trong khổ hạnh. Đức Phật đã từng dính mắc vào các điều kiện. Ngài nhìn thấy rõ rằng hai đường lối này không phải là đường lối của một người xuất gia chân chánh. Nếu Ngài loanh quanh trong đó, cứ chạy từ thái cực này qua thái cực kia, Ngài sẽ chẳng bao giờ trở thành một người thấu hiểu thế gian. Và rồi, Đức Phật tập trung hoàn toàn vào tâm và sự huấn luyện tâm. Các pháp thế gian diễn tiến thuận theo những điều kiện hỗ trợ của chúng. Ví dụ, thân thể kinh nghiệm đau đớn, bệnh hoạn, nóng, lạnh, vân vân. Những thứ này tự động xảy ra và tự chúng không có vấn đề. Thật ra, con người quá lo lắng về thân thể của họ. Tà kiến khiến họ lo lắng và ràng buộc với thân thể của họ quá nhiều, đến độ họ không thể buông bỏ. Hãy xem xét cái chánh điện ở đây. Chúng ta xây nó lên và nói rằng nó là của chúng ta. Nhưng thằng lằn đến sống ở đây, chuột cũng đến sống ở đây, và chúng ta luôn đuổi chúng đi, bởi vì chúng ta cho rằng cái nhà này thuộc về chúng ta, không phải cho chuột và thằn lằn ở. Bệnh hoạn của thân thể cũng vậy. Chúng ta xem cái thân thể này là nhà của chúng ta, thuộc về chúng ta. Nếu chúng ta đau đầu hay đau bụng, chúng ta tức giận. Chúng ta không muốn khổ. Những cái chân này là của chúng ta không muốn chúng bị đau. Đây là đầu của chúng ta không muốn nó có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta phải chữa lành tất cả bệnh hoạn và đau nhức bằng mọi giá. Đây là nơi chúng ta bị phỉnh gạt và rời xa chân lý. Chúng ta chỉ là khách khứa của thân thể này. Cứ như cái chánh điện này, nó không thật sự là của chúng ta.
chúng ta chỉ là những người mướn nhà như mấy con chuột, con thằn lằn ở đây vậy. Nhưng chúng ta không hiểu điều này. Đức Phật đã dạy rằng không có một tự ngã lâu dài bên trong thân thể này, nhưng chúng ta nắm giữ nó như thể nó là chúng ta. Khi thân thể thay đổi, chúng ta không thích. Nhưng nếu tôi nói thẳng ra, bạn lại càng bối rối. Đây không phải là bạn, tôi nói thế, và bạn càng hoang mang hơn. Sự tu hành của bạn chỉ củng cố thêm cái bản ngã mà thôi. Cho nên, đa số người không thực sự nhìn thấy chính họ. Người nhìn thấy chính mình là người biết rằng sự việc không phải là họ và không thuộc về họ. Đây là quan sát các pháp hữu vi đúng với bản chất của nó. Hiểu biết bản chất của các pháp hữu vi là trí huệ. Nếu bạn không biết bản chất thực của các pháp hữu vi, bạn luôn xung đột với chúng, luôn kháng cự chúng. Bạn nghĩ sao? Chúng ta nên buông bỏ các pháp hữu vi hay cố kháng cự chúng? Thế nhưng chúng ta gian xin chúng tuân theo những ước muốn của chúng ta. Chúng ta tìm đủ mọi cách để sắp xếp chúng hay thương lượng với chúng. Nếu thân thể bị bệnh và đau nhức, chúng ta không muốn nó như thế, nên chúng ta tìm kiếm đủ thứ kinh, thứ chú khác nhau. Chúng ta không muốn thân thể đau nhức, chúng ta muốn bảo vệ nó, điều khiển nó. Những kinh tụng này có thể trở thành một hình thức lễ tục huyền bí, khiến chúng ta càng bị ràng buộc thêm khi chúng ta tụng kinh để đuổi bệnh, tăng tuổi thọ, vân vân. Thật ra, Đức Phật cho chúng ta những giáo lý này để giúp chúng ta nhìn thấy rõ, nhưng chúng ta lại tụng chúng để tăng thêm vô minh của mình. Kinh điển là để giúp chúng ta hiểu biết sự thật về thân thể, để rồi chúng ta có thể xả bỏ nó và xả bỏ sự ràng buộc của chúng ta. Đây gọi là tụng kinh để cắt giảm sự diệt, nhưng chúng ta thường tụng kinh để có thể nới rộng chúng thêm. Hoặc là nếu chúng ta cảm thấy một thứ gì đó quá dài, chúng ta thử tụng kinh để làm nó ngắn lại, để ép buộc thiên nhiên làm theo ý chúng ta. Tất cả đều là ảo tưởng. Mọi người ngồi đây trong chánh điện này đều bị phỉnh gạt. Những người tụng kinh bị phỉnh gạt, người ngồi nghe cũng bị phỉnh gạt. Tất cả đều bị phỉnh gạt. Tất cả những gì họ có thể nghĩ là làm sao để tránh khổ. Khi nào họ mới chịu tu hành? Khi bệnh hoạn phát sinh, người biết không thấy điều đó có gì lạ cả. Sinh ra trong thế giới này là phải kinh nghiệm bệnh hoạn. Khi Đức Phật và các thánh nhân bị bệnh, họ chữa bệnh bằng thuốc men. Đó chỉ là vấn đề điều chỉnh những nguyên tố thôi. Họ không bám vào thân thể một cách mù quáng hay thực hiện những nghi lễ này nọ để đuổi bệnh. Họ chữa bệnh với chánh kiến, không phải với ảo tưởng. Nếu nó lành bệnh thì tốt, nếu nó không lành bệnh cũng không sao. Họ nhìn xem sự việc như thế đó. Người ta nói rằng Phật giáo đang hưng thịnh tại Thái Lan, nhưng theo tôi thì nó suy thoái quá xa. Các thính đường thuyết pháp luôn đầy người, nhưng họ đặt tâm không đúng chỗ. Ngay cả những thành viên cao tuổi đạo của cộng đồng cũng vậy. Vì thế họ chỉ dẫn nhau đi sâu vào ảo tưởng. Những người đó vượt lên khổ đau bằng cách nào? Họ có những bài kinh tụng để nhận biết chân lý, nhưng họ chỉ dùng chúng để tăng thêm ảo tưởng của mình. Họ quay lưng lại với chánh đạo. Đạo đi phía Bắc, họ đi phía Nam, làm sao hai bên có thể gặp nhau? Chúng cũng không gần nhau chút nào. Họ tụng kinh, nhưng họ tụng với sự ngu ngốc, không phải với trí huệ. Họ học hỏi, nhưng họ học hỏi với sự ngu ngốc. Họ biết, nhưng họ biết một cách ngu ngốc. Cho nên cuối cùng họ đi với sự ngu ngốc, sống với sự ngu ngốc, biết với sự ngu ngốc. Đó là vậy đó. Còn những sự giảng dạy thì sao? Tất cả những gì họ làm thời nay là dạy người ta thành người ngu. Họ nói rằng họ dạy cho con người khôn ngoan hơn, truyền bá kiến thức. Nhưng khi bạn xem xét chúng dựa vào chân lý, bạn sẽ thấy rằng họ thật sự đang dạy người ta đi sai đường và nắm giữ những điều dối trá.
Sự giảng dạy là để giúp con người nhìn thấy tự ngã là rỗng không, không có cá tính cố định, không có thực chất. Nhưng người ta học hỏi giáo pháp để củng cố bản ngã của họ, cho nên họ không muốn kinh nghiệm khổ đau hay trở ngại. Họ muốn mọi thứ đều êm đẹp, họ có thể muốn vượt lên khổ đau. Nhưng nếu vẫn còn có một tự ngã ở đó, họ làm thế bằng cách nào? Giả sử chúng ta sở hữu một món đồ rất đắt tiền. Ngay khi món đồ đó trở thành sở hữu của chúng ta, tâm chúng ta thay đổi. Bây giờ mình phải cất nó ở đâu đây? Nếu mình để nó ở đó, người ta có thể ăn cắp nó. Chúng ta lo lắng tìm kiếm một nơi để cất giữ nó. Và tâm thay đổi lúc nào vậy? Nó thay đổi ngay khi chúng ta nhận được món đồ. Khổ đau phát sinh ngay lúc đó. Bất kể chúng ta để món đồ đó ở đâu, chúng ta cũng không an tâm. Dầu đi, đứng hay nằm, chúng ta đều chìm đắm trong sự lo lắng. Đây là khổ. Và nó phát sinh lúc nào vậy? Nó phát sinh ngay khi chúng ta biết rằng chúng ta nhận được một thứ gì. Trước khi chúng ta có món đồ đó thì không có sự khổ. Nó chưa phát sinh bởi vì chưa có một thứ gì để nó bám giữ. Nguyên nhân của tất cả những sự rối rắm này là tự ngã. Chúng ta lột bỏ lớp vỏ thô thiển để có thể nhìn thấy cái siêu việt. Tự ngã chỉ là cái vỏ bên ngoài. Bạn phải lột đi lớp vỏ bên ngoài để có thể nhìn thấy cái cốt tủy là cái siêu việt. Đạp đổ cái bên ngoài để tìm ra cái siêu việt. Bạn có thể so sánh nó với gạo chưa đập. Trước khi có thể dùng gạo, bạn phải đập nó. Vũ bỏ cái vỏ và bạn sẽ tìm thấy cái hạt ở bên trong. Bây giờ, nếu chúng ta không đập gạo, chúng ta sẽ không tìm thấy hạt gạo. Giống như một con chó ngủ trên giữa thóc chưa đập. Bụng nó đói cồn cào, nhưng nó chỉ có nằm đó suy nghĩ, mình đi đâu để kiếm thức ăn đây? Khi nó đói, nó nhảy khỏi giữa thóc và chạy đi tìm thức ăn. Dầu nó ngủ ngay trên đống thức ăn, nó vẫn không biết gì cả. Tại sao? Nó không thể ăn thóc, chó không thể ăn gạo chưa đập. Thức ăn ở đó, nhưng con chó không thể ăn. Chúng ta học hỏi, nhưng nếu chúng ta không tu hành thích đáng, chúng ta sẽ vẫn không biết, giống như con chó ngủ trên giữa thóc vậy. Thật xấu hổ. Cũng như vậy, có gạo, nhưng cái gì che đậy nó vậy? Vỏ thóc che đậy hạt gạo, cho nên con chó không thể ăn nó. Và có sự siêu việt, nhưng cái gì che đậy nó? Hình dáng bên ngoài che đậy sự siêu việt. Người ta ngồi trên một đống gạo, nhưng không thể ăn nó. Đó là không thể tu hành, không thể nhìn thấy sự siêu việt. Họ mắc kẹt vào những cái bên ngoài, hết lần này đến lần khác. Nếu bạn mắc kẹt vào những thứ bên ngoài, khổ đau sẽ đợi chờ bạn. Bạn sẽ bị bao vây bởi sự trở thành, sinh, lão, bệnh và tử. Cho nên, không có gì khác đang cản trở con người. Họ bị cản trở ngay tại đây. Một người học hỏi giáo pháp mà không thấu hiểu ý nghĩa thật của nó thì cũng giống như con chó nằm trên đống gạo chưa đập. Bất kể chúng ta nghiên cứu giáo lý nhiều bao nhiêu, chúng ta sẽ không nhìn thấy nếu chúng ta không tu hành. Giống như một thứ trái cây ngon ngọt, dầu trái cây đó có vẻ ngon ngọt, chúng ta cũng phải nếm thử trước khi chúng ta biết mùi vị của nó. Nhưng dầu không ai nếm nó, trái cây đó vẫn ngon ngọt không khác. Giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Mặc dù nó là chân lý, nó vẫn không là chân lý đối với những người không thật sự biết nó. Bất kể nó tuyệt vời và kỳ diệu đến bao nhiêu, nó vẫn vô giá trị đối với họ. Tại sao người ta nắm giữ sự khổ? Không ai muốn khổ, nhưng người ta cứ tạo ra nguyên nhân của sự khổ, gần như thể họ lang thang khắp nơi tìm kiếm nó. Con người thật sự muốn tìm kiếm hạnh phúc, nhưng tâm tạo ra quá nhiều đau khổ. Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu cũng đủ. Đó là bởi vì chúng ta không biết sự khổ,
Chúng ta không biết sự khổ, không biết nguyên nhân của sự khổ, không biết sự chấm dứt đau khổ và không biết con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Đó là tại sao người ta cư xử như vậy. Những người này có quan niệm sai lầm, tức tà kiến, nhưng họ không nhìn thấy nó là tà kiến. Bất cứ điều gì chúng ta nói, tin tưởng hay làm mà nó dẫn tới khổ đau đều là tà kiến. Nếu nó không phải là tà kiến, nó sẽ không dẫn đến khổ đau. Chúng ta sẽ không dính mắc vào khổ đau hay hạnh phúc hay bất cứ tình trạng nào. Chúng ta sẽ để sự việc diễn tiến tự nhiên như một dòng nước. Chúng ta không phải ngăn nó lại, chúng ta cứ để nó trôi chảy theo hướng tự nhiên. Giáo pháp cũng thế, nó trôi chảy tự nhiên. Nhưng cái tâm vô minh thì cố chống lại giáo pháp dưới hình thức tà kiến. Nó bay nhảy lung tung, nhìn thấy tà kiến ở những nơi khác, ở những người khác. Trong khi đó, chính chúng ta cũng có tà kiến, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Hãy xem xét điều này. Đa số người vẫn kẹt trong mạng lưới khổ đau, vẫn lang thang trong luân hồi. Nếu bệnh đau phát sinh, tất cả những gì họ làm là nghĩ cách dứt trừ nó. Họ muốn nó ngừng càng sớm càng tốt. Họ không quán chiếu rằng đây là bản chất tự nhiên của các pháp hữu vi. Thân thể thay đổi và người ta không thể chấp nhận điều đó. Họ phải dứt trừ cái đau nhất bằng mọi giá. Tuy nhiên, đến cuối cùng họ vẫn không thắng. Họ không thể đánh bại chân lý. Tất cả đều sụp đổ. Đây là một thứ mà người ta không muốn xem xét. Tu hành để giác ngộ chân lý là điều tuyệt vời nhất. Tại sao Đức Phật phát triển tất cả ba la mật đa? Để Ngài có thể giác ngộ chân lý và cho phép những người khác tu hành và đắc đạo như Ngài. Để hạnh phúc hay khổ đau phát sinh, phải có tự ngã, phải có cái tôi và của tôi, phải có cái hình dáng bên ngoài này. Nếu khi tất cả những thứ này phát sinh, tâm đi thẳng tới cái siêu diệt, thì nó xóa đi những hình thức bên ngoài. Nó xóa đi sự vui thích, sự chán ghét và sự dính mắc vào những thứ đó. Giống như khi chúng ta đánh mất một thứ gì chúng ta yêu chuộng, khi chúng ta tìm thấy nó lại, sự lo lắng của chúng ta tan biến. Khi chúng ta tu hành và ngộ đạo, thì mỗi khi chúng ta có vấn đề, chúng ta giải quyết nó ngay tại đó và lúc đó, vấn đề tan biến hoàn toàn. Tại sao chúng ta vẫn chưa khai ngộ, chưa thể buông bỏ? Bởi vì chúng ta vẫn chưa thấy rõ sự nguy hại. Sự hiểu biết của chúng ta sai lạc. Nếu chúng ta biết rõ giống như Đức Phật hay như những đệ tử A-la-hán của Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ buông bỏ. Và rồi vấn đề của chúng ta sẽ tan biến hoàn toàn mà không có gì khó khăn cả. Khi tai bạn nghe âm thanh, hãy để chúng làm công việc của chúng. Khi mắt bạn làm phận sự của nó với những hình sắc, hãy để chúng làm thế. Khi mũi bạn làm việc với những mùi vị chung quanh, hãy để nó làm công việc của nó. Khi thân thể bạn kinh nghiệm sự xúc chạm, hãy để nó hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nếu chúng ta cứ để cho các giác quan của mình làm bổn phận tự nhiên của chúng, vấn đề từ đâu mà phát sinh? Không có vấn đề nữa. Cùng thế ấy, tất cả những thứ thuộc về cái bên ngoài, hãy để chúng với cái bên ngoài và nhận biết cái siêu việt là gì. Chỉ việc làm người biết, biết mà không nắm giữ, biết và để sự việc diễn tiến tự nhiên. Để biết giáo pháp, bạn phải biết theo cách này. Đó là biết trong một cách có thể vượt lên khổ đau. Loại kiến thức này rất quan trọng. Biết cách chế tạo đồ đạc, biết cách dùng các dụng cụ, biết tất cả những kỹ thuật của thế gian. Những kiến thức này đều có chỗ dụng của chúng, nhưng chúng không phải là thứ kiến thức tối thượng. Giáo pháp phải được biết như cách tôi giải thích ở đây. Bạn không cần phải biết thật nhiều, chỉ bấy nhiêu là đủ để tu hành. Biết và rồi buông bỏ. Bạn không cần phải chết trước khi có thể vượt lên khổ đau. Bạn vượt lên sự khổ đau ngay trong đời này
bởi vì bạn biết cách giải quyết vấn đề. Bạn biết cái bên ngoài, bạn biết cái siêu việt. Hãy biết chúng ngay trong đời này, trong khi bạn tu hành ở đây. Bạn có thể bâng khuâng, tại sao ông thầy cứ nói điều này mãi? Tôi làm sao có thể dạy điều gì khác hơn là sự thật? Nhưng dầu nó là sự thật, đừng vội tin. Nếu bạn bám vào đó một cách mù quáng, nó trở thành sai. Cũng giống như khi bạn nắm chân con chó, nếu bạn không thả ra, con chó sẽ quay lại cắn bạn. Cứ thử đi, nếu bạn không thả ra, nó không có sự chọn lựa nào khác hơn là cắn bạn. Thế giới của những hình sắc cũng như thế. Chúng ta sống thuận theo những quy ước, nhưng nếu chúng ta bám chặt vào chúng dẫn đến khổ đau. Cứ để sự việc đi qua. Mỗi khi chúng ta cảm thấy là chúng ta rất đúng, đến độ chúng ta không muốn xem xét một thứ gì khác hay một người nào khác, chúng ta trở thành sai, chúng ta có tà kiến. Khi đau khổ phát sinh, nó đến từ đâu? Từ tà kiến. Cho nên tôi nói, hãy thư giãn, đừng bám giữ sự việc. Đúng chỉ là một sự giả định, cứ để nó đi qua. Sai cũng là một điều kiện bên ngoài, cứ để nó là thế. Nếu bạn cảm thấy mình đúng và những người khác cho là bạn sai, đừng tranh cãi, cứ buông bỏ nó. Bạn vừa biết ra là buông bỏ ngay. Đây là con đường thẳng. Nhưng thường thì không như vậy. Thông thường người ta không chịu thua. Đó là tại sao có người, ngay cả những người tu hành mà chưa biết chính mình, có thể thốt ra những điều rất là ngu ngốc đến nỗi không ai muốn nghe. Thế nhưng họ nghĩ là họ khôn ngoan hơn những người khác. Lại có những người không thể lắng nghe pháp, nhưng họ nghĩ là họ khôn, là họ đúng. Họ chỉ quảng bá cái ngu xuẩn của mình. Đó là tại sao kẻ trí nói, bất cứ lời nói nào không hiểu biết sự vô thường đều không phải lời của kẻ trí, mà là lời của người ngu. Đó là lời nói phỉnh gạt của một người không biết rằng sự khổ đang phát sinh ngay tại đó. Thí dụ, giả sử bạn quyết định đi Bangkok ngày mai và có người hỏi, bạn đi Bangkok ngày mai phải không? Bạn trả lời, tôi hy vọng đi tới Bangkok, nếu không có gì trở ngại, tôi có lẽ sẽ đi. Đây là nói chuyện với giáo pháp trong tâm, nói chuyện với sự vô thường trong tâm, hiểu biết cái chân lý. Đó là bản chất không chắc chắn và tạm bợ của thế gian. Bạn không chỉ nói, đúng, tôi chắc chắn sẽ đi Bangkok vào ngày mai. Còn nhiều hơn thế nữa, sự tu hành ngày càng trở nên tế nhị hơn. Nhưng nếu bạn không nhìn thấy giáo pháp, bạn có thể nghĩ rằng bạn đang nói đúng, khi thật sự bạn là sai, và bạn rời xa bản chất thực của sự việc với mỗi lời nói. Nói ngắn gọn, bất cứ điều gì chúng ta nói hay làm mà mang đến khổ đau đều là tà kiến. Đó là ảo tưởng và là sự ngu ngốc. Đa số người tu hành không suy nghĩ như thế. Bất cứ thứ gì họ thích, họ nghĩ là đúng, họ tin tưởng ngay. Nếu họ nhận một món quà, một tước hiệu mới, hay một sự thăng chức, hay ngay cả một lời khen tặng, họ cho rằng điều đó là tốt đẹp, là vĩ đại, và rồi lòng kiêu hãnh của họ được thổi phồng lên. Họ không xem xét, ta là ai? Cái gọi là tốt đẹp này ở đâu vậy? Nó từ đâu đến? Những người khác có cùng thứ đó không? Đức Phật dạy rằng, chúng ta nên ứng xử một cách bình thường. Nếu chúng ta không thực sự nghiền ngẫm điều này, ảo tưởng sẽ vẫn nằm đó bên trong chúng ta. Chúng ta sẽ chìm đắm trong tài sản, chức vị và sự khen tặng. Bởi vì chúng ta trở thành một người khác, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tốt hơn trước, rằng chúng ta là một thứ gì đặc biệt. Thật ra, con người không là một thứ gì cả. Bất cứ chúng ta là gì, nó chỉ ở thế giới bên ngoài. Nếu chúng ta lấy đi cái bên ngoài và nhìn thấy cái siêu việt, chúng ta sẽ thấy rằng không có thứ gì ở đó cả. Chỉ là những tính chất của thế gian, sinh vào lúc đầu, thay đổi ở lúc giữa và diệt ở lúc cuối. Nếu chúng ta nhìn thấy điều này, vấn đề không thể phát sinh và chúng ta có sự mãn nguyện và bình an.
Vấn đề phát sinh khi chúng ta nghĩ giống như năm đệ tử tu khổ hạnh của Đức Phật. Họ làm theo sự chỉ dẫn của vị thầy, nhưng khi vị thầy thay đổi đường lối tu hành của mình, họ không hiểu nổi. Họ cho rằng Đức Phật bỏ cuộc và quay trở lại với lối sống buông lung. Chúng ta có lẽ cũng làm như thế, mắc kẹt trong những đường lối cũ của chúng ta và tin là mình đúng. Cho nên tôi nói, hãy tu hành nhưng cũng xem xét kết quả của sự tu hành. Xem xét kỹ những nơi mà bạn không chịu làm theo lời thầy hay sự giảng dạy. Nơi nào không có sự xung đột, sự việc trôi chảy. Nơi nào có sự xung đột, có sự tắc nghẽn, bạn tạo ra một tự ngã và sự diệt dường như có thực chất. Đây là tà kiến. Ngay cả cái đúng, nếu chúng ta bám chặt vào đó, không chịu nhượng bộ người nào, thì nó trở thành sai. Bám chặt vào điều đúng là sự xuất hiện của cái ngã và không có sự buông bỏ. Nhiều người không hiểu điểm này. Nếu bạn hiểu và nhanh trí, bạn sẽ lập tức buông bỏ. Sự bám giữ vừa phát sinh thì lập tức có sự buông bỏ. Bạn ép buộc tâm buông bỏ ngay tại đó và lúc đó. Bạn phải nhìn thấy cả hai thứ, sự bám giữ và người chống lại sự bám giữ. Mỗi khi bạn kinh nghiệm một cảm thọ, bạn nên quan sát cách hai thứ này làm việc. Chỉ quan sát chúng, hãy quán chiếu và liên tục tu hành như thế. Và rồi sự bám giữ sẽ yếu dần, trở nên thưa thớt dần. Chánh kiến tăng lên khi tà kiến phai mờ dần. Sự bám giữ giảm dần, sự không bám giữ phát sinh. Đây là cách tu hành. Hãy xem xét điểm này, học cách giải quyết vấn đề của bạn trong giây phút này. Mọi thứ đều có hai mặt, và bạn phải nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Trong cuộc đời, chúng ta có hai sự chọn lựa: chìm đắm trong thế gian hay vượt lên trên thế gian. Đức Phật là một người đã có thể tự mình vượt lên trên thế gian, và vì thế Ngài đã đạt được sự giải phóng về tâm linh. Cùng thế ấy, có hai loại kiến thức thế gian và kiến thức tâm linh hay trí huệ chân chính. Nếu chúng ta chưa tu hành và rèn luyện chính mình, bất kể chúng ta có bao nhiêu kiến thức, nó vẫn là kiến thức của thế gian và do đó không thể giải phóng chúng ta. Hãy nghĩ và nhìn cho kỹ. Đức Phật nói rằng các pháp của thế gian xoay chuyển thế gian, chạy theo thế gian, tâm bị vướng nơi thế gian, làm ô nhiễm chính nó, dầu lui hay tới, nó chẳng bao giờ thỏa mãn. Người thế gian là những người luôn tìm kiếm một điều gì đó, nhưng không bao giờ thấy đủ. Kiến thức thế gian không khác gì sự ngu dốt, nó không phải là kiến thức với sự hiểu biết rõ ràng. Cho nên nó không có chỗ dừng lại. Nó xoay dần chung quanh như mục đích thế gian. Đó là sự tích góp của cải, mong cầu danh lợi và dục lạc. Nó là một tấm màn ảo tưởng dày đặc mà chúng ta bị cột chặt vào. Một khi chúng ta đạt được một điều gì, sự ganh tị, lo lắng và ích kỷ phát sinh. Và khi chúng ta cảm thấy sợ hãi mà không thể đẩy lùi nó bằng sức người, chúng ta dùng đầu óc của mình để phát minh ra đủ thứ công cụ, ngay cả vũ khí và bom nguyên tử, chỉ để làm nổ tan xác những người khác. Tại sao lại phiền phức đến thế? Đây là con đường của thế gian. Đức Phật nói rằng nếu một người đi theo con đường này, họ sẽ đi mãi mà không tới khúc cuối. Hãy tu hành để giải thoát. Hẳn nhiên sống thuận với trí huệ chân chính không phải dễ, nhưng những ai thành tâm cầu đạo sẽ có thể bền tâm và nhẫn nại. Thiểu dục ti túc, ăn ít, ngủ ít, nói ít và sống có tiết độ. Bằng cách này chúng ta có thể đoạn tuyệt với thế gian. Nếu hạt giống của thế gian chưa bị nhổ tận gốc rễ, chúng ta sẽ vẫn bị phiền toái và rối rắm mãi. Ngay cả khi bạn đã xuất gia, nó vẫn tiếp tục lôi kéo bạn. Nó tạo nên quan điểm của bạn, ý kiến của bạn. Nó tô điểm những ý tưởng của bạn. Nó là như thế đó. Chúng ta không nhận thấy điều này. Họ nói rằng
họ sẽ hoàn tất những công việc của thế gian. Họ chỉ hy vọng thôi. Giống như một vị thủ tướng chính phủ mới nhậm chức, nóng lòng muốn bắt đầu công việc quản lý của ông. Ông ta nghĩ rằng ông có tất cả những câu trả lời, nên ông rũ bỏ hết những chính sách cũ, nói rằng: xem đây, tôi sẽ làm tất cả một mình. Đó là tất cả những gì họ làm: mang thứ này vào và đem thứ kia ra, không bao giờ hoàn tất một điều gì cả. Họ không bao giờ thực sự thành tựu một điều gì. Bạn không thể nào làm một điều gì mà có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Người thì thích một ít, người thì thích rất nhiều. Có người thích ngắn, có kẻ thích dài. Người thích mặn, kẻ thích cay. Muốn đem mọi người lại với nhau và đồng ý với nhau là một điều bất khả thi. Tất cả chúng ta đều muốn thành tựu một điều gì trong đời mình. Nhưng thế giới với tất cả sự phức tạp của nó khiến cho con người khó có thể thật sự thành tựu một điều gì. Ngay cả Đức Phật sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi và cao quý của một vị thái tử, vẫn không tìm thấy sự thành tựu nào trong đời sống thế gian. Cái bẫy của lục căn. Đức Phật nói về dục vọng và lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm, pháp, sự ham muốn hạnh phúc, đau khổ, tốt xấu, vân vân, dẫy đầy khắp nơi. Sắc, có cảnh tượng nào có thể sánh được với cảnh tượng một phụ nữ? Không phải vậy sao? Một người đàn bà đẹp không làm cho bạn muốn nhìn sao? Một người với một thân hình hấp dẫn vừa đi ngang qua, bạn nhìn sững. Còn âm thanh thì sao? Không có âm thanh nào thu hút bạn hơn tiếng nói của người đàn bà. Nó xuyên thấu con tim của bạn. Mùi hương cũng vậy. Mùi nước hoa của người đàn bà quyến rũ hơn hết. Không có mùi hương nào khác có thể sánh được. Vì ngay cả món ăn ngon ngọt nhất cũng không thể so sánh với vị ngọt ngào của một người đàn bà. Xúc cảm cũng vậy. Khi bạn vuốt ve một người đàn bà, bạn choáng váng, say sưa và quay cuồng. Có một pháp sư thần thông quảng đại ở Taxila, tại nước Ấn Độ thuở xưa. Ông dạy cho một trong các môn đệ tất cả phép thuật và bùa chú của mình. Khi người đệ tử đó đã thông thạo, anh ra đi với một chỉ thị cuối cùng từ vị thầy của mình: ta dạy cho con tất cả những gì ta biết về thần chú và phép thuật. Những loài vật có nanh vuốt, những loài có sừng và ngay cả những con thú to lớn, con cũng không cần phải sợ. Con sẽ được bảo vệ từ những thứ này. Ta có thể bảo đảm điều đó. Tuy nhiên, chỉ có một điều ta không thể che chở cho con. Đó là sự quyến rũ của một người đàn bà. Không có thần chú nào có thể bảo vệ con khỏi điều này. Con phải tự chăm sóc cho mình. Đàn bà gây phiền phức cho đàn ông, đàn ông gây phiền phức cho đàn bà. Nó là vậy. Nếu đàn ông sống với nhau thì không có vấn đề. Nếu phụ nữ sống với nhau cũng không có vấn đề. Khi một người đàn ông nhìn thấy một người đàn bà, trái tim của anh ta đập loạn xạ. Cái gì vậy? Lực gì vậy? Nó lôi kéo và hút bạn vào. Không ai nhận ra cái giá mà họ phải trả. Những đối tượng của tâm nảy sinh từ lòng ham muốn, ham muốn của cải, ham muốn giàu có, hay tham đắm mãi một điều gì đó. Loại ham muốn này không thâm trầm và mãnh liệt lắm, nhưng cũng đủ để khiến cho bạn say sưa, ngây ngất. Tình dục thì khác. Khi nó trỗi dậy, bạn mất thăng bằng và không còn làm chủ được chính mình. Bạn quên luôn cả những người đã nuôi nấng bạn, cha mẹ của bạn. Đức Phật dạy rằng lục trần, đối tượng của lục căn, là những cạm bẫy của ma dương. Ma dương nên được hiểu như là một điều gì đó có hại cho chúng ta. Cạm bẫy đó trói buộc chúng ta. Nó là cái bẫy của thợ săn, và thợ săn là ma dương. Khi thú rừng rơi vào cái bẫy của thợ săn, tình trạng của chúng rất đáng buồn. Chúng bị giữ chặt lại và phải đợi người thợ săn tới để giết chúng. Bạn có thấy cái bẫy chim bao giờ chưa? Cái bẫy bật mạnh lên và bóp thọp ngay cổ. Một cái lò xo tốt giữ chặt con chim lại. Nó bay tới bay lui nhưng không thể thoát khỏi nơi đó. Khi người thợ săn tới thì là xong, hết đường chọn lựa. Cạm bẫy của lục trần cũng vậy. Chúng nắm giữ chúng ta và trói chặt chúng ta lại. Nếu bạn dính mắc vào lục căn, bạn cũng giống như con cá bị mắc câu. Khi người thuyền chài tới, bạn có dùng dây cỡ nào cũng không thể thoát khỏi được. Thật ra bạn không bị bắt như kiểu con cá, mà giống kiểu con ếch hơn. Con ếch
nuốt chửng cái lưỡi câu xuống sâu dưới bụng của nó. Con cá chỉ mắc câu nơi miệng. Bất cứ ai bám víu vào lục căn thì cũng như vậy. Họ giống như một người say rượu mà gan đang bị hư hoại dần. Họ không biết khi nào họ uống đủ. Họ cứ uống, uống mãi một cách bừa bãi, và rồi họ mang bệnh và chịu đau đớn. Một người đàn ông đang đi trên đường và rất khát nước. Ông ngừng lại và hỏi xin một ly nước. Người cho nước nói: anh có thể uống nước này nếu muốn. Nước có mùi vị ngọt ngào, nhưng nếu uống nó vào, anh sẽ bị bệnh. Tôi phải nói cho anh biết trước, nó sẽ khiến anh bệnh nặng đến độ có thể chết được. Người đàn ông đó không nghe lời, ông ta khát nước quá rồi. Đây cũng giống như trường hợp một người thèm khát thú vui của lục căn. Đức Phật dạy rằng chúng là chất độc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm pháp là chất độc. Chúng là những cạm bẫy tai hại. Nhưng người đàn ông này không nghe. Tôi muốn uống nước, bất kể hậu quả là gì, cứ để tôi uống cái đã. Ông chế một chút nước và nuốt xuống. Thấy nó thơm ngon, ông uống thêm nữa, uống cho đến đã thèm mới thôi. Và rồi ông bị bệnh nặng gần chết. Ông đã không nghe lời khuyên răn và bị áp đảo bởi lòng ham muốn mãnh liệt. Đó là tình trạng của một người tham đắm dục lạc. Ông ta say sưa với sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm pháp. Chúng thơm ngon vô cùng. Con đường thế gian và sự giải thoát. Có người chết vì những dục vọng của họ. Có người thì gần ngất ngư. Bị mắc kẹt vào con đường thế gian là như thế đó. Trí huệ thế gian chạy theo các giác quan và những đối tượng của nó. Dầu trí huệ đó có tinh xảo bao nhiêu, nó chỉ tinh xảo ở mức độ thế gian. Bất kể những đối tượng của lục căn có hấp dẫn bao nhiêu, nó cũng chỉ hấp dẫn đối với quan điểm của thế gian. Nó không phải là niềm phúc lạc của sự giải thoát. Nó không giải phóng bạn khỏi thế gian. Chúng ta phải tu hành hầu có thể nhận biết trí huệ thật để tự mình buông bỏ mọi ràng buộc. Tu hành để thoát khỏi sự ràng buộc, quán xét thân thể, quán xét mọi thứ chung quanh bạn, cho đến khi bạn trở nên mệt mỏi và chán ngán tất cả những thứ đó. Và rồi bạn sẽ thản nhiên trước mọi việc. Tuy nhiên, sự thản nhiên không dễ dàng phát sinh. Chừng nào bạn còn chưa nhận biết rõ ràng, chúng ta đến đây xin xuất gia. Chúng ta học hỏi, đọc kinh, tu tập, hành thiện. Chúng ta quyết tâm làm cho tâm mình kiên định. Nhưng điều này không dễ. Chúng ta quyết tâm thực hành một hành nào đó. Chẳng hạn, chúng ta nói rằng chúng ta sẽ tu tập theo cách này cách nọ. Nhưng chỉ một hai ngày, có lẽ chỉ vài ba giờ đồng hồ thôi, thì chúng ta quên hết. Rồi khi nhớ lại, chúng ta lại quyết tâm trở lại. Lần này tôi sẽ làm đúng. Không bao lâu, chúng ta lại bị một trong các giác quan của mình lôi kéo, và lòng dũng mãnh của chúng ta lại tan theo mây khói. Và rồi chúng ta lại bắt đầu từ đầu, và cứ như thế mãi. Giống như một con đê xây dựng, quyết tâm tu hành của chúng ta yếu ớt, chúng ta vẫn không nhìn thấy và theo đuổi con đường tu hành chân chánh. Và nó cứ như thế mãi cho đến khi chúng ta nhận ra trí huệ thật. Một khi nhận thấy chân lý, chúng ta mới được giải phóng hoàn toàn. Điều duy nhất còn lại là sự bình an. Tâm chúng ta không bình an bởi vì những thói quen cũ của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng những thứ này từ những hành động trong quá khứ. Và rồi chúng đi theo chúng ta khắp nơi và quấy rầy chúng ta. Chúng ta tranh đấu và tìm đường lẩn tránh vì chúng ta bị chúng trói buộc và lôi kéo chúng ta theo chúng. Những thói quen này không quên đường cũ. Chúng bám vào những thứ quen thuộc để sử dụng, để say mê và để hưởng thụ. Đó là cách mà chúng ta sống. Bất kể bạn cố gắng bao nhiêu để giải phóng chính mình, bạn sẽ không thể xả bỏ cho đến khi bạn nhìn thấy giá trị của sự tự do và nỗi khổ của cảnh nô lệ. Thường thì bạn tu hành một cách mù quáng, nhẫn nại, trì giới, chỉ làm theo hình thức. Bạn không thật sự tu hành để được tự do hay giải thoát. Bạn phải nhìn thấy giá trị của sự xả bỏ những ham muốn của mình trước khi bạn có thể thật sự tu hành. Chỉ khi đó mới có sự tu hành chân chánh. Mọi thứ mà bạn làm phải được làm với sự tỉnh giác. Khi bạn nhìn thấy rõ ràng thì sự nhẫn nại hay ép buộc không còn cần thiết. Bạn còn thấy khó khăn và còn thấy nặng nề bởi vì bạn chưa nhận ra điểm này. Sự bình an phát sinh khi bạn làm việc với toàn thể thân và tâm của bạn.
bất cứ thứ gì chưa hoàn tất khiến bạn cảm thấy không thỏa mãn. Những thứ này cột rối bạn với cảm giác lo âu bất cứ bạn đi đến đâu. Bạn muốn hoàn tất mọi thứ, nhưng hoàn tất mọi việc là điều không thể thực hiện được. Chẳng hạn như trường hợp của những thương gia thường đến đây để gặp tôi. Khi nào tôi thanh toán hết nợ nần và sắp xếp nhà cửa xong, họ nói tôi sẽ đến đây xuất gia. Họ nói như thế đó, nhưng họ có bao giờ sắp xếp hết mọi việc không? Khi nào mới hết? Họ vay tiền để trả món nợ này, rồi họ trả món tiền kia và bắt đầu lại nữa. Một thương gia nghĩ rằng khi trả hết nợ nần, ông sẽ hạnh phúc, nhưng biết bao giờ mới trả hết mọi thứ. Con đường của thế gian lừa gạt chúng ta như thế đó. Chúng ta cứ đi quanh quẩn mãi, không bao giờ nhận ra vấn đề của mình. Tu hành liên tục. Trong sự tu hành của chúng ta ở đây, chúng ta chỉ nhìn thẳng vào tâm. Mỗi khi thấy mình bắt đầu giải đãi, chúng ta quyết tâm mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi sau một hồi, chúng ta lại thả lỏng. Chúng ta bị tâm lôi kéo lung tung bằng cách đó. Nhưng những người có chánh niệm giữ chặt tâm lại và không ngừng củng cố chính họ, kéo họ trở lại, huấn luyện, tu tập và phát triển. Người không có chánh niệm làm hỏng tất cả. Họ cứ đi lạc hướng mãi. Họ không vững vàng và kiên định trong sự tu hành. Cho nên những dục lạc của thế gian liên tục lôi kéo họ. Có thứ kéo ở chỗ này, có thứ kéo ở chỗ kia. Họ cứ chạy theo những sự tưởng tượng và ham muốn của họ, không bao giờ đoạn tuyệt được với cái dòng lẫn quẩn này. Được xuất gia không phải dễ. Bạn phải có quyết tâm dũng mãnh. Bạn nên tin tưởng vào sự tu hành, tin tưởng đủ để tiếp tục tu hành cho đến khi bạn chán ngấy những cái thích và không thích của bạn, và rồi nhìn thấy sự việc đúng với chân lý. Thường thường bạn chỉ không hài lòng với những cái bạn không thích. Nếu bạn thích một thứ gì, bạn không muốn buông bỏ nó, bạn phải trở nên chán ngấy với những cái không thích và những cái thích của bạn, với sự đau khổ và sung sướng của bạn. Cốt tủy của Phật Pháp là đây. Giáo Pháp của Đức Phật thâm sâu và tinh tế, không dễ hiểu đâu. Nếu trí huệ chân chánh chưa phát sinh, bạn không thể nhận ra nó. Khi bạn hạnh phúc, bạn nghĩ rằng đời chỉ có hạnh phúc mà thôi. Khi bạn đau khổ, bạn cho rằng đời sống toàn là đau khổ. Bạn không nhận ra rằng hễ có lớn thì có nhỏ, hễ có nhỏ thì có lớn. Bạn không nhận ra điều này, bạn chỉ nhìn thấy một mặt. Mọi thứ đều có hai mặt, và bạn phải nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Khi hạnh phúc đến, bạn không quên sự khổ, bởi vì bạn biết rằng chúng phụ thuộc vào nhau. Cùng thế ấy, thức ăn có lợi cho tất cả muôn loài để nuôi dưỡng thân thể, nhưng thức ăn cũng có thể có hại. Chẳng hạn, nó có thể gây ra nhiều chứng đau dạ dày khác nhau. Khi bạn nhìn thấy lợi điểm của một thứ gì, bạn phải đồng thời nhận biết yếu điểm của nó, và ngược lại. Khi bạn cảm thấy thù hận và ganh ghét, bạn nên thiền quán về tình thương và sự cảm thông. Bằng cách này, bạn trở nên quân bình hơn và tâm của bạn trở nên an định hơn. Lá cờ rỗng không. Tôi có đọc một cuốn sách Zen. Trong Zen, người ta ít khi giải thích khi dạy dỗ học trò. Chẳng hạn, nếu một vị tăng ngủ gục trong khi thiền, họ đến gần dùng một cái gậy quất vào lưng anh ta. Khi người thiền sinh buồn ngủ bị đánh, anh ta bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách cảm ơn người đó. Thiền sinh Zen được dạy phải biết ơn đối với mọi cảm giác, cho anh ta cơ hội để phát triển. Một hôm, chư tăng tập trung trong một buổi họp. Bên ngoài phòng họp có một lá cờ đang bay phất phơ trong gió. Một cuộc tranh luận nảy sinh giữa hai vị tăng về cái lý do mà lá cờ bay. Một người cho rằng lá cờ bay vì gió, người kia cãi lại nói rằng lá cờ tự nó bay. Rồi họ cãi nhau mãi, và có lẽ sẽ cãi nhau đến chết nếu vị thầy không can thiệp. Cả hai người không ai đúng cả. Vị thầy nói không có lá cờ mà cũng không có gió. Đây là sự tu hành, không có bất cứ thứ gì cả, không có lá cờ và không có gió. Nếu có lá cờ thì có gió, nếu có gió thì có lá cờ. Bạn nên suy ngẫm và thiền quán về điều này cho thật thấu đáo, cho đến khi bạn nhìn thấy đúng với chân lý. Nếu bạn suy ngẫm kỹ thì không có gì còn lại cả, tất cả đều trống không.
không có lá cờ và không có gió. Trong cái không to lớn, không có lá cờ và không có gió, không có sự sinh, không có sự già nua, không có bệnh hoạn hay sự chết, sự hiểu biết thường tình của chúng ta về lá cờ và ngọn gió chỉ là một quan niệm. Trong thực tế, không có gì ở đó cả, chỉ vậy thôi. Nếu chúng ta tu hành theo cách này, chúng ta sẽ nhận ra tính toàn thể và tất cả mọi vấn đề của chúng ta sẽ chấm dứt. Trong cái không to lớn, tử thần sẽ không bao giờ tìm thấy bạn. Không có gì để sự già nua, bệnh hoạn và sự chết đi theo. Khi chúng ta nhìn thấy và hiểu biết đúng với chân lý, nghĩa là có chánh kiến, thì chỉ có cái không to lớn này mà thôi. Ở đây không còn có chúng ta, không có họ, không còn tự ngã nữa. Khu rừng của lục căn. Thế giới với những con đường bất tận của nó cứ đi mãi không ngừng. Nếu chúng ta cố hiểu tất cả, nó chỉ khiến cho chúng ta hoang mang và rối loạn mà thôi. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu thế giới thật rõ ràng, trí huệ chân chánh sẽ phát sinh. Đức Phật là người đã thấu hiểu những con đường của thế gian. Ngài có thể ảnh hưởng và dẫn dắt bởi Ngài có trí huệ rộng lớn về thế gian. Bằng cách quán chuyển trí huệ thế gian của Ngài, Ngài thấu suốt và đạt được trí huệ vượt thế gian, khiến Ngài trở thành một chúng sinh rất cao đẳng. Cho nên, nếu chúng ta tu tập giáo lý này, quán chiếu nó, chúng ta sẽ đạt đến một đẳng cấp tâm thức hoàn toàn mới. Khi chúng ta nhìn một vật gì, không thấy có vật đó. Khi chúng ta nghe một âm thanh, không thấy có âm thanh. Khi ngửi, chúng ta có thể nói rằng không có mùi. Tất cả lục căn đều hiện hành, nhưng chúng đều tạm bợ. Chúng chỉ là những cảm giác sinh rồi diệt mà thôi. Nếu chúng ta hiểu như thế, thì lục căn không còn có thực chất. Chúng chỉ là những cảm giác đến rồi đi. Sự thật thì không có thứ gì cả. Nếu không có một thứ gì cả, thì không có chúng ta và họ. Nếu không có chúng ta, thì không có thứ gì thuộc về chúng ta. Chỉ bằng cách này, sự khổ mới bị dập tắt. Không có ai để chịu khổ, nên ai là người đau khổ? Khi đau khổ phát sinh, chúng ta dính mắc vào sự đau khổ và vì thế phải chịu đau khổ. Cũng vậy, khi hạnh phúc đến, chúng ta dính mắc vào sự hạnh phúc rồi cảm thấy khoái lạc. Sự dính mắc vào những cảm xúc này tạo ra cái quan niệm về tự ngã hay bản ngã. Và những tư tưởng như chúng ta và họ tiếp tục hiện hành. Đây là nơi mọi thứ sinh khởi và rồi nó mang chúng ta đi quanh mãi trong cái dòng bất tận của nó. Cho nên, chúng ta hành thiền và sống hợp với chánh pháp, chúng ta rời bỏ gia đình để đến sống trong rừng và để được bình an. Chúng ta trốn chạy không phải vì sợ hay để thoát ly thế gian, nhưng để có thể phấn đấu với chính mình. Tuy nhiên, người ta đến sống trong rừng rồi gắn bó với đời sống nơi đó, giống như những người thành thị gắn bó với đời sống thành thị. Họ lạc hướng trong rừng và họ lạc hướng nơi thành thị. Đức Phật ca tụng đời sống trong rừng bởi vì sự tĩnh mịch tinh thần và thể xác có lợi cho sự tu hành. Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta gắn bó vào đời sống trong rừng hay bị dính mắc vào sự yên tĩnh và bình an nơi đó. Chúng ta tu hành là để trí huệ phát sinh. Nơi đây, trong rừng, chúng ta có thể trưởng dưỡng hạt giống trí huệ. Nếu cuộc sống rối rắm và hỗn loạn, những hạt giống này khó có thể lớn mạnh. Nhưng một khi chúng ta đã quen sống trong rừng, chúng ta có thể trở ra ngoài để phấn đấu với đời sống thành thị cùng với những kích thích giác quan mà nó mang đến. Tập sống trong rừng là cho phép trí huệ phát triển, và rồi chúng ta có thể áp dụng trí huệ này ở bất cứ nơi nào chúng ta đi đến. Khi lục căn bị kích thích, chúng trở nên kích động và trở thành những địch thủ của chúng ta. Chúng chống lại chúng ta bởi vì chúng ta vẫn chưa có trí huệ để đối phó với chúng. Trong thực tế, chúng là những vị thầy của chúng ta, nhưng vì vô minh nên chúng ta không nhận ra điều đó. Khi sống nơi thành thị, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng lục căn có thể dạy dỗ chúng ta điều gì. Chừng nào trí huệ chân chánh chưa hiện hành, chúng ta tiếp tục nhìn thấy lục căn và lục trần là những kẻ thù. Một khi trí huệ thật phát sinh, chúng không còn là kẻ thù của chúng ta nữa, mà là cánh cửa dẫn đến sự chứng ngộ. Hãy nhìn mấy con gà rừng ở đây. Ai cũng biết chúng sợ con người đến chừng nào. Nhưng tôi đã có thể dạy dỗ chúng và học hỏi từ chúng. Tôi bắt đầu bằng cách ném gạo cho chúng ăn. Mới đầu chúng rất sợ và không dám đến gần. Sau một thời gian, chúng quen dần và bắt đầu trông đợi thức ăn. Thấy không?
có một điều gì đó để học ở đây. Mới đầu chúng tưởng rằng gạo là nguy hiểm, là kẻ thù. Trên thực tế, gạo không nguy hại gì cả. Nhưng chúng không biết rằng gạo là thức ăn, nên sợ hãi. Khi chúng tự mình nhận biết rằng không có gì để sợ, chúng mới đến gần để ăn. Gà học một cách tự nhiên như thế. Sống nơi đây trong rừng, chúng ta cũng học bằng cách đó. Lúc đầu chúng ta cho rằng lục căn là một vấn đề, và bởi vì chúng ta không sử dụng chúng đúng cách, chúng gây rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Qua kinh nghiệm tu hành, chúng ta tập nhìn chúng phù hợp với chân lý. Chúng ta tập sử dụng chúng như mấy con gà quan sát gạo, rồi chúng không còn chống lại chúng ta, và vấn đề biến mất. Chừng nào chúng ta suy nghĩ, khảo sát và hiểu biết sai lạc, những thứ này sẽ chống lại chúng ta. Nhưng chừng nào chúng ta bắt đầu khảo sát đúng cách, kinh nghiệm sẽ mang đến cho chúng ta trí huệ và sự hiểu biết rõ ràng. Mấy con gà đã nhận biết được rằng gạo là thức ăn, và trong một ý nghĩ nào đó, chúng ta có thể nói rằng chúng tu tập thiền minh sát, chúng nhận biết đúng với sự thật, chúng đã chứng ngộ. Trong sự tu hành, lục căn của chúng ta là những công cụ mà nếu được sử dụng đúng đắn, có thể giúp chúng ta chứng đắc. Đây là một thứ mà tất cả thiền sinh nên quán chiếu. Khi chúng ta không nhận ra điều này, chúng ta vẫn còn xung đột mãi. Cho nên, khi sống trong sự tĩnh mịch của rừng núi, chúng ta tiếp tục dung bồi những cảm giác tinh tế và chuẩn bị cho hành trình phát triển trí huệ. Nhưng nếu bạn đạt được đôi chút bình an từ đời sống nơi đây, đừng nghĩ rằng thế là đủ, đừng chấp nhận bấy nhiêu thôi. Hãy nhớ rằng chúng ta đến đây là để phát triển hạt giống trí huệ. Khi trí huệ phát triển và chúng ta bắt đầu hiểu biết đúng với chân lý, chúng ta sẽ không còn bị lôi kéo lên xuống nữa. Thường thường khi vui vẻ, chúng ta cư xử một cách. Khi bực bội, chúng ta cư xử một cách khác. Khi chúng ta thích một điều gì đó thì chúng ta phấn khởi. Khi không thích một điều gì đó, chúng ta chán nản. Như thế này chúng ta vẫn còn xung đột với những kẻ thù. Khi những điều này không còn chống lại chúng ta, chúng trở nên ổn định và quân bình. Sự thăng trầm hay vui buồn không tồn tại nữa. Chúng ta hiểu rõ những việc này, biết rằng nó chỉ là vậy mà thôi. Chúng chỉ là thế gian pháp. Các pháp thế gian thay đổi để trở thành đạo pháp. Pháp thế gian có 8 lối, đạo pháp cũng có 8 lối. Nơi nào có pháp thế gian, nơi đó đạo pháp cũng tồn tại. Khi chúng ta sống với sự sáng suốt, tất cả những kinh nghiệm thế gian của chúng ta trở thành sự tu hành bát chánh đạo. Không có sự sáng suốt, các pháp thế gian lấn át và chúng ta rời xa đạo. Khi chánh kiến phát sinh, sự thoát khổ nằm ngay đây trước mắt chúng ta. Bạn sẽ không tìm thấy sự giải thoát bằng cách chạy lòng vòng tìm kiếm ở những nơi khác. Cho nên đừng hấp tấp và cố thúc đẩy hay cưỡng ép sự tu hành của bạn. Hành thiền nhẹ nhàng và kiên trì từng bước một. Nếu bạn cảm thấy bình an, chấp nhận nó. Nếu bạn không thấy bình an, chấp nhận điều đó luôn. Đó là bản chất của đầu óc. Chúng ta phải tìm con đường tu hành của riêng mình và theo đuổi nó đến cùng. Có thể trí huệ không phát sinh. Tôi thường nghĩ nếu tôi không có trí huệ, tôi có thể ép buộc mình có nó. Nhưng điều đó chẳng lợi ích gì, không thay đổi một thứ gì cả. Rồi sau khi suy gẫm một thời gian, tôi nhận ra rằng chúng ta không thể quán chiếu những thứ chúng ta không có. Thế nên điều tốt nhất để làm là gì? Cứ tu hành một cách thư thái. Nếu không có gì khi chúng ta lo lắng thì không có gì để sửa chữa. Nếu không có vấn đề, chúng ta không cần phải cố gắng giải quyết nó. Khi có vấn đề, đó là khi bạn phải giải quyết nó ngay tại đó. Không cần phải đi quanh tìm kiếm một điều gì đặc biệt, cứ việc sống bình thường. Nhưng nhận biết tâm bạn ở đâu, sống một cách định thức và hiểu biết rõ ràng. Hãy để trí huệ dẫn dắt bạn, đừng buông thả theo cảm xúc. Hãy tỉnh giác, nếu không có gì thì tốt. Khi có điều gì phát sinh, hãy xem xét và quán chiếu nó. Đến tỉnh xá. Thử quan sát một con nhện. Một con nhện giăng lưới ở nơi thuận tiện và rồi ngồi chiếm chệ giữa cái lưới của nó, yên lặng. Không bao lâu sau, một con ruồi bay ngang qua và sa vào lưới. Con ruồi vừa chạm vào và đồng đầy cái lưới, bóp. Con nhện nhảy lên và cuốn con ruồi vào trong những sợi chỉ tơ. Nó kích con ruồi ở một chỗ khác
rồi quay trở lại để ngồi điềm tĩnh tại trung tâm của cái mạng nhện. Quan sát một con nhện như thế có thể phát sinh trí huệ. Lục căn của chúng ta có tâm nằm ở giữa, và chung quanh là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể. Khi một trong lục căn của chúng ta bị kích động, chẳng hạn một hình dáng đập vào mắt, nó rung chuyển và động tới tâm. Tâm là cái biết, cái nhận biết hình sắc, chỉ bấy nhiêu đã đủ để trí huệ phát sinh. Giản dị như thế thôi. Giống như con nhện trong lưới, chúng ta nên sống yên lặng và ít giao tiếp. Khi côn trùng vừa chạm vào lưới, nhện nhanh chóng chụp lấy nó, cột nó lại, và rồi quay trở lại trung tâm của mạng lưới. Điều này không khác gì tâm của chúng ta. Đến trung tâm có nghĩa là sống tỉnh thức với sự hiểu biết rõ ràng, luôn cảnh giác và làm mọi việc một cách chính xác. Đây là trung tâm của chúng ta. Chúng ta đâu có gì nhiều để làm, chúng ta chỉ việc sống thận trọng theo cách này. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sống buông thả, rồi suy nghĩ cần gì phải ngồi thiền và đi kinh hành, và rồi quên hết sự tu hành của chúng ta. Chúng ta không thể buông thả, chúng ta phải luôn tỉnh giác, giống như con nhện ngồi chờ để chụp lấy mấy con côn trùng làm thức ăn. Đây là tất cả những gì chúng ta cần biết, ngồi và quán tưởng về con nhện đó. Chỉ bấy nhiêu thôi, rồi trí huệ sẽ tự phát sinh. Chỉ bấy nhiêu thôi, và sự tu hành của chúng ta kể như là đầy đủ. Điểm này rất quan trọng, chúng ta không cần phải ngồi thiền và đi kinh hành suốt ngày đêm. Nếu chúng ta cho rằng như thế mới là tu hành, chúng ta thật sự đã khiến cho nó quá khó khăn cho chúng ta. Chúng ta chỉ nên làm những gì chúng ta có thể làm, phù hợp với sức khỏe và năng lực của mình, sử dụng những khả năng vật chất một cách vừa phải. Chúng ta phải biết rằng tâm và các giác quan rõ ràng, nhận biết chúng đến và đi như thế nào, sinh và diệt như thế nào, hiểu cho thấu đáo. Chúng ta cũng có thể nói rằng giống như con nhện trói chặt những con côn trùng khác nhau, tâm trói buộc các giác quan với sự vô thường, khổ và vô ngã. Chúng có thể đi đâu được? Chúng ta giữ chúng làm thức ăn. Những thứ này được cất giữ làm thức ăn cho chúng ta, thế là đủ, không cần phải làm gì hơn, chỉ bấy nhiêu thôi. Đây là thực phẩm cho tâm của chúng ta, thực phẩm cho kẻ có sự tỉnh thức và hiểu biết. Nếu bạn biết rằng những thứ này là vô thường, rằng chúng đi liền với sự khổ và rằng chúng không phải là bạn, bạn có là điên rồ mới chạy theo chúng. Nếu bạn không nhận thấy điều này rõ ràng, bạn sẽ đau khổ. Khi bạn nhìn kỹ và nhận thấy chúng thật sự là vô thường, dẫu rằng chúng có vẻ hấp dẫn, chúng thật sự không đáng cho bạn theo đuổi. Tại sao bạn muốn chúng khi bản chất của chúng là đau khổ? Chúng không phải là chúng ta, chúng không có tự ngã, chúng không có gì trong đó thuộc về chúng ta. Vậy thì tại sao bạn đuổi theo chúng? Tất cả mọi vấn đề chấm dứt tại đây. Còn nơi nào khác để bạn dứt điểm với chúng không? Hãy nhìn con nhện cho kỹ và nhìn lại chính mình, bạn sẽ thấy nó giống nhau. Khi bạn đã nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã, tâm xả bỏ và giải phóng chính mình, nó không còn dính mắc vào sự đau khổ hay hạnh phúc. Đây là thức ăn cho tâm của người thật sự tu hành và rèn luyện. Chỉ giản dị như vậy thôi. Bạn không cần phải tìm kiếm một nơi nào khác. Bất kể bạn đang làm gì, bạn ở đó, không cần phải ôm sờm và rầy rà quá để làm gì. Bằng cách này, cường độ và năng lực tu hành của bạn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thoát ly sinh tử. Cường độ của sự tu hành dẫn đến sự giải thoát sinh tử. Chúng ta chưa thoát khỏi đó bởi vì chúng ta vẫn còn tham muốn. Chúng ta không làm những việc ác hay trái đạo đức, nhưng tất cả những điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta sống phù hợp với giới luật. Chẳng hạn, có một bài kinh tụng mà trong đó người ta cầu nguyện để tất cả chúng sinh không bị xa lìa những điều họ ưa thích. Nếu bạn suy ngẫm một chút, sẽ thấy điều này thật trẻ con. Đó là đường lối của những người vẫn chưa thể xả bỏ. Con người là như thế, họ cứ muốn sự việc khác với bản chất của nó, muốn sống lâu, muốn không bệnh hoạn, họ kỳ vọng như thế. Cho nên khi bạn nói với họ rằng
những ham muốn không được thỏa mãn của họ đã khiến cho họ đau khổ, họ sẽ giật mình sửng sốt. Nhưng họ phải nói gì đây? Không nói được gì cả, bởi vì đó là sự thật. Bạn đang chĩa vào những ham muốn của họ. Ai cũng có những ham muốn và đều muốn được thỏa mãn. Không ai chịu ngừng lại, không ai thật sự muốn thoát ly. Cho nên sự tu hành của chúng ta phải được tinh luyện một cách nhẫn nại. Những ai tu hành tinh cần, không chểnh mảng hay trệch hướng, có phong cách kiềm thúc và nhẹ nhàng, luôn kiên định và đều đặn, đó là những người sẽ biết bất kể điều gì phát sinh, họ vẫn bình an và không lay động. Ngay bây giờ làm ơn chú ý, đừng để tâm đuổi theo những thứ khác. Cứ tưởng tượng là bạn đang ngồi trên một ngọn núi hay ở một nơi nào đó trong rừng, chỉ một mình thôi. Bạn đã có gì vào lúc này? Thân và tâm chỉ có hai thứ này thôi. Tất cả những gì nằm bên trong con người ngồi ở đây được gọi là thân thể. Tâm là cái nhận biết và suy nghĩ và lúc này. Cả hai thứ này cũng được gọi là Nama và Rupa. Nama ám chỉ cái không có Rupa hay hình thể. Tất cả tư tưởng và cảm xúc hay bốn uẩn thọ tưởng hành thức đều là Nama. Chúng đều không có hình thể. Khi mắt nhìn thấy hình thể, hình thể đó gọi là Nama và Rupa, hay chỉ là thân và tâm. Hãy hiểu rằng cái ngồi đây bây giờ chỉ là thân và tâm, nhưng chúng ta từng lẫn lộn hai thứ này với nhau. Nếu bạn muốn được bình an, bạn phải biết sự thật về chúng. Tâm trong tình trạng hiện tại của nó là cái tâm chưa được huấn luyện, nó không trong sạch và sáng tỏ, nó chưa phải là cái tâm thuần khiết. Chúng ta phải huấn luyện cái tâm này thêm nữa xuyên qua sự hành thiện. Có người nghĩ rằng thiền là ngồi trong một tư thế đặc biệt nào đó, nhưng sự thật thì đi, đứng, nằm, ngồi đều là những phương tiện để hành thiền. Bạn có thể tu hành suốt ngày đêm. Định có nghĩa là cái tâm thiết lập vững vàng. Để phát triển định, bạn không cần phải giam cái tâm lại. Có người cố đạt được sự bình an bằng cách ngồi yên lặng và không cho phép thứ gì quấy nhiễu họ, nhưng như thế cũng giống như người chết vậy. Tu hành là để phát triển trí huệ và sự hiểu biết. Định là cái tâm vững vàng, tâm nhất điểm. Nó cố định ở điểm nào vậy? Nó cố định tại cái điểm thăng bằng. Nhưng người tu thiền bằng cách cố yên lặng tâm của họ sẽ nói: tôi cố ngồi thiền, nhưng tâm tôi không đứng yên lấy một phút. Lúc thì nó bay qua bên này, lúc thì bay qua bên kia. Làm sao để cho nó dừng lại? Bạn không cần phải làm cho nó dừng lại, đó không phải là vấn đề. Nơi nào có sự chuyển động, nơi đó sự hiểu biết có thể phát sinh. Người ta than phiền, nó cứ chạy mất và tôi kéo nó lại, nhưng rồi nó chạy đi nữa và tôi lại kéo nó lại. Họ cứ ngồi đó dằn tới kéo lui mãi. Họ nghĩ rằng tâm của họ đang chạy lung tung khắp chốn, nhưng thật sự nó chỉ có vẻ như đang chạy thôi. Ví dụ, hãy xem xét cái chánh điện ở đây. Ồ, nó lớn quá, bạn nói. Thật ra nó không lớn chút nào. Nó lớn hay nhỏ đều tùy vào sự nhận thức của bạn về nó. Thật sự thì cái chánh điện này chỉ rộng như thế thôi, không lớn không nhỏ. Nhưng người ta cứ chạy theo những cảm xúc của họ. Thiền là để tìm thấy sự bình an nội tâm. Trước hết bạn phải hiểu sự bình an là gì. Nếu bạn không hiểu nó, bạn sẽ không thể tìm thấy nó. Thí dụ, hôm nay bạn đến tu viện mang theo một cây bút đắt tiền. Giả sử trên đường đến đây, bạn để cây bút trong túi áo trước của bạn, nhưng sau đó bạn lấy nó ra và để nó ở một nơi khác, trong túi quần sau của bạn chẳng hạn. Rồi bây giờ bạn thò tay vào túi áo trước, nó không có ở đó, bạn hoảng hốt. Bạn hoảng hốt vì bạn hiểu lầm, vì bạn không biết sự thật của vấn đề. Và rồi bạn đau khổ, bạn không thể quên cây bút bị mất của mình. Sự hiểu biết sai lầm của bạn khiến cho bạn khổ. Buồn quá, mới mua cây bút được vài ngày mà đã mất rồi. Nhưng rồi bạn nhớ ra, ồ biết rồi, khi tôi đi tắm tôi để cây bút trong túi quần sau. Thế là bạn cảm thấy nhẹ nhõm ngay, dầu vẫn chưa thấy cây bút của mình. Thế không, bạn vui vẻ rồi, bạn không còn lo lắng về cây bút của mình.
Khi bạn sờ tay vào túi quần sao, nó ở đó. Tâm của bạn đánh lừa bạn suốt thời gian qua. Bây giờ nhìn thấy cây bút, nỗi lo của bạn lắng dịu. Thứ bình an này đến từ sự nhìn thấy nguyên nhân của vấn đề hay nguyên nhân của sự khổ. Bạn vừa nhớ lại là cây bút nằm trong túi quần sao thì sự khổ chấm dứt. Cho nên bạn phải quán chiếu để có thể tìm thấy sự bình an. Điều mà người ta nói là sự bình an chỉ là sự lắng yên của tâm, không phải sự lắng yên của phiền não. Phiền não chỉ tạm thời bị chặn đứng, giống như mảng cỏ bị tảng đá đè lên trên. Nếu sau 3-4 ngày bạn lấy tảng đá đi thì không bao lâu cỏ sẽ mọc trở lại. Cỏ không chết, nó chỉ bị đè nén. Nó cũng giống như việc ngồi thiền, tâm lắng dịu nhưng phiền não thì không. Thiền định mang tới một thứ bình an, nhưng nó cũng giống như tảng đá đè lên cỏ, nó chỉ tạm thời. Để đạt được sự bình an thật, bạn phải phát triển trí huệ. Sự bình an của trí huệ thì giống như việc đặt tảng đá lên mảng cỏ và không nhấc nó lên, cứ để nó ở đó. Cỏ không thể nào mọc lên lại. Đây là sự bình an thật, sự lắng dịu của phiền não. Chúng ta nói về trí huệ và sự tĩnh lặng như hai thứ riêng biệt, nhưng thật ra chúng là một và giống nhau. Trí huệ là chức năng động của thiền định, thiền định là khía cạnh tỉnh của trí huệ. Chúng phát sinh cùng một chỗ nhưng có chức năng khác nhau, khuynh hướng khác nhau. Giống như trái xoài ở đây, lúc đầu nó là một trái xoài xanh nhỏ, rồi nó lớn lên dần mãi cho đến khi nó chín. Trái nhỏ, trái lớn và trái chín đều là cùng một trái xoài, nhưng điều kiện của nó thay đổi. Trong sự tu hành, một điều kiện gọi là thiền định, điều kiện đến sau gọi là trí huệ. Nhưng thật sự thì giới định huệ đều là một thứ, giống như trái xoài vậy. Trong trường hợp nào cũng vậy, bất kể bạn nói đến khía cạnh nào của sự tu hành, bạn phải luôn bắt đầu với cái tâm. Bạn biết cái tâm này là gì không? Nó ở đâu vậy? Không ai biết cả. Chúng ta chỉ biết là chúng ta muốn đi qua bên này hay bên kia, chúng ta muốn điều này hay điều kia, chúng ta cảm thấy tốt hay xấu. Nhưng tâm thì thật khó biết. Tâm là cái gì? Tâm không có hình thể. Cách tiếp nhận những cảm thọ tốt và xấu chúng ta gọi là tâm. Nó giống như người chủ nhà. Người chủ nhà ở mãi trong nhà, còn khách khứa thì đến gặp họ. Chủ nhà là người tiếp khách. Ai tiếp nhận các cảm thọ? Cái tiếp nhận các cảm thọ là gì vậy? Ai buông bỏ các cảm thọ? Đó là cái chúng ta gọi là tâm. Nhưng con người không thể nhìn thấy nó, cho nên họ cứ suy nghĩ lòng vòng. Tâm là gì? Nó có phải là bộ óc không? Đừng làm vấn đề rối rắm như thế. Nhưng cái tiếp nhận các cảm thọ là gì? Có cảm thọ nó thích, có cái nó không thích. Ai thế? Có một người ở đó để thích hay không thích sao? Hẳn nhiên. Như chúng ta không thể thấy nó, chúng ta cho nó là một từ ngã, nhưng thật ra nó chỉ là một pháp vô hình. Do đó chúng ta bắt đầu tu hành bằng cách lắng dịu tâm, đặt sự nhận biết vào trong tâm. Nếu tâm nhận biết, nó sẽ được bình an. Có người không thiết lập sự nhận biết, họ chỉ muốn được bình an, kiểu trống rỗng. Vì thế, họ không bao giờ học hỏi được điều gì. Nếu chúng ta không có người biết này, chúng ta lấy gì làm nền tảng cho sự tu hành của mình? Nếu không có dài, sẽ không có ngắn. Nếu không có đúng, sẽ không có sai. Có người thời nay cứ nghiên cứu mãi, tìm kiếm điều thiện và điều ác, nhưng cái vượt lên sự thiện ác thì họ không biết chút nào cả. Họ chỉ biết cái đúng và cái sai. Tôi chỉ muốn cái đúng thôi, tôi không muốn biết về cái sai. Để làm gì? Nếu bạn cố lấy cái đúng thôi thì không bao lâu nó sẽ lại sai. Đúng dẫn tới sai. Họ nghiên cứu về cái dài và cái ngắn, nhưng cái không dài không ngắn thì họ không biết chút nào cả. Một con dao có cạnh bén và cạnh cùn và một cái tay cầm, bạn có thể chỉ nâng cái cạnh bén lên thôi không? Bạn có thể chỉ nâng cái cạnh cùn hay tay cầm lên thôi không? Cái tay cầm, cạnh cùn, cạnh bén đều là những phần của cùng một con dao. Khi bạn nhặt con dao lên, bạn được cả ba phần. Cùng thế ấy, nếu bạn lấy cái tốt, cái xấu theo sau, nếu bạn lấy hạnh phúc, đau khổ theo sau. Sự tu hành dính mắc vào sự tốt lành và từ khước sự xấu là đạo của trẻ con. Nó giống như đồ chơi. Dĩ nhiên, nếu bạn chỉ có thể hiểu được bấy nhiêu thì cũng không sao. Nhưng nếu bạn bám vào điều tốt, điều xấu sẽ theo sau.
khúc cuối của con đường này sẽ rối rắm, nó không tốt lắm. Nếu bạn không nghiên cứu điều này, sự tu hành của bạn không thể hoàn tất. Thử lấy một thí dụ, nếu bạn có con, giả sử bạn chỉ muốn yêu thương chúng và không bao giờ giận ghét chúng. Đây là lối suy nghĩ của những người không biết bản chất của con người. Nếu bạn nắm giữ tình thương, sự thù ghét sẽ theo sau. Tương tự như thế, người ta học hỏi giáo pháp để phát triển trí huệ, cho nên họ xem xét kỹ điều thiện và điều ác. Rồi sau khi nhận ra điều thiện và điều ác, họ làm gì? Họ cố bám vào điều thiện và điều ác theo sau. Họ không học hỏi cái vượt lên sự thiện ác. Đây là điều bạn nên học hỏi. Những người như thế nói, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Nhưng họ sẽ không bao giờ nói, tôi sẽ không là thứ gì cả, bởi vì đâu có thứ gì thật sự là tôi. Họ chưa học điều này. Tất cả những gì họ muốn là sự thiện lành, và nếu họ đạt được điều đó, họ lạc lối trong đó. Thế nhưng khi sự việc trở nên sáng sủa, thuận lợi, họ thối đọa và trở nên xấu. Cho nên con người cứ tốt rồi xấu, xấu rồi tốt như thế mãi. Hãy huấn luyện tâm cho đến khi nó thuần khiết. Tâm thuần khiết sẽ vượt lên cả thiện lẫn ác, vượt lên cả sự thuần khiết. Thế là hoàn tất. Đó là khi sự tu hành kết thúc. Chỉ khi bạn có thể khiến cho tâm vượt lên cả hạnh phúc lẫn khổ đau, bạn mới tìm thấy sự bình an thực. Đó là sự bình an chân chánh. Đây là đề tài mà đa số người không nghiên cứu, họ không thật sự nhìn thấy điều này. Đừng nghĩ rằng huấn luyện tâm là chỉ ngồi đó yên lặng. Có người than phiền, tôi không thể thiền, tôi quá hiếu động. Mỗi khi ngồi xuống, tôi nghĩ đến chuyện này chuyện kia, tôi không thể tu hành. Nghiệp chướng tôi nặng nề quá, tôi nên dùng hết những nghiệp ác của mình trước, rồi mới trở lại để tu thiền. Được, cứ thử đi, thử dùng cho hết ác nghiệp của bạn. Những cái gọi là chướng ngại là những cái chúng ta phải học hỏi. Mỗi khi chúng ta ngồi, tâm liền chạy ra ngoài. Chúng ta đi theo nó, rồi cố mang nó lại và quan sát nó, nhưng rồi nó lại chạy đi nữa. Đây là điều mà các bạn cần học hỏi. Đa số người không muốn học bài học của họ từ thiên nhiên, giống như một cậu học trò nghịch ngợm không muốn làm bài tập của mình. Họ không muốn nhìn thấy tâm thay đổi. Nhưng như vậy thì họ phát triển trí huệ bằng cách nào? Chúng ta phải sống với sự thay đổi này. Khi chúng ta biết rằng tâm là như thế đó, không ngừng thay đổi, khi chúng ta biết rằng đây là bản chất của nó, chúng ta sẽ hiểu nó. Giả sử bạn có một con khỉ nuôi trong nhà, con khỉ không ở yên một chỗ được lâu, nó nhảy quanh và chụp cái này nắm cái kia. Nhưng khỉ là vậy đó. Bây giờ bạn đến tu viện và nhìn thấy một con khỉ ở đây. Con khỉ này cũng không đứng yên một chỗ, nó nhảy nhót lung tung giống như con khỉ ở nhà vậy. Nhưng nó không làm phiền bạn, phải không? Bạn đã từng nuôi một con khỉ nên bạn biết chúng ra sao. Nếu bạn biết chỉ một con khỉ thì bất kể bạn đi đâu, bất kể bạn nhìn thấy bao nhiêu con khỉ, bạn sẽ không bị chúng phiền nhiễu, đúng không? Đó là bởi vì bạn là người hiểu khỉ. Nếu chúng ta hiểu khỉ, chúng ta sẽ không trở thành khỉ. Nhưng nếu bạn không hiểu khỉ, bạn có thể trở thành một con khỉ, hiểu không? Nếu bạn thấy chúng muốn nắm cái này chụp cái kia và bạn la lên, ê, ngừng lại, rồi bạn tức giận, con khỉ mất dạy đó. Thế thì bạn là một người không biết khỉ. Một người biết khỉ nhận thấy rằng con khỉ ở nhà và con khỉ ở tu viện cũng như nhau. Tại sao lại tức giận? Một khi bạn nhìn thấy bản chất của loài khỉ, thế là xong, bạn có thể được bình an. Sự bình an là như thế đó. Chúng ta phải biết các cảm xúc. Có cảm xúc thoải mái, có cái khó chịu, nhưng điều đó không quan trọng. Đó là vấn đề của chúng. Cũng giống như khỉ vậy, chúng ta nên hiểu các cảm xúc và biết cách buông bỏ chúng. Cảm xúc không chắc chắn, chúng tạm bợ, không hoàn mỹ và vô chủ. Mọi thứ mà chúng ta tiếp nhận đều là như thế. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp nhận các cảm xúc, chúng ta biết chúng giống như biết loài khỉ, và rồi chúng ta có thể bình an. Phải có những thứ này. Nếu không có các cảm xúc, bạn không thể phát triển trí huệ. Với một người học trò nghiêm túc thì càng có nhiều cảm xúc càng tốt. Nhưng nhiều thiền giả rất sợ các cảm xúc, họ không muốn đối phó với chúng. Đây là đứa học trò không muốn đi tới trường và không nghe lời thầy.
những cảm xúc này đang dạy dỗ chúng ta. Khi chúng ta nhận biết các cảm xúc chúng ta đang tu hành, sự bình an bên trong các cảm xúc thì cũng giống như sự hiểu biết con khỉ ở đây. Khi bạn hiểu bản chất của loài khỉ, bạn không còn bị chúng phiền nhiễu. Sự tu hành cũng vậy, đạo không ở đâu xa, nó ở ngay trong chúng ta. Đạo không liên quan đến những thiên thần trên trời hay những thứ như thế, nó chỉ là về chúng ta, về những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ. Hãy quan sát chính mình, đôi lúc có sự hạnh phúc, đôi lúc đau khổ, đôi lúc thương, đôi lúc ghét. Đây là đạo. Bạn phải đọc những kinh nghiệm của mình. Bạn phải biết các cảm xúc trước khi bạn có thể buông bỏ chúng. Khi bạn nhìn thấy rằng các cảm xúc đều vô thường, chúng sẽ không làm phiền bạn nữa. Khi một cảm xúc vừa nảy sinh, chỉ việc nói với chính mình, nó là một thứ không chắc chắn. Khi tâm trạng thay đổi, không chắc, bạn có thể sống bình an với những thứ này, giống như nhìn thấy con khỉ mà không bị quấy rầy. Nếu bạn biết sự thật về những cảm xúc, đó là bạn hiểu đạo. Bạn buông bỏ các cảm xúc chỉ thấy rằng chúng đều không chắc chắn. Sự không chắc chắn mà chúng ta nói đến ở đây là Phật. Phật là Pháp. Pháp là tính chất của sự không chắc chắn. Bất cứ ai nhìn thấy sự không chắc chắn của sự việc, nhìn thấy cái thực tại không thay đổi của chúng. Pháp là như vậy đó, và đó là Đức Phật. Nếu bạn nhìn thấy Pháp, bạn nhìn thấy Phật. Nhìn thấy Phật, bạn nhìn thấy Pháp. Nếu bạn biết sự vô thường, không chắc chắn, bạn sẽ buông bỏ sự việc và không nắm giữ chúng nữa. Bạn nói, đừng làm dở cái ly của tôi. Bạn có thể ngăn cản một thứ có thể dở để nó đừng dở không? Nó sẽ dở, sớm hay muộn thôi. Nếu bạn không làm nó dở, một người khác sẽ làm. Nếu không có ai làm nó dở, một trong những con gà sẽ làm thế. Đức Phật bảo chúng ta chấp nhận điều này. Thấu hiểu sự thật về những điều này, Ngài nhìn thấy rằng cái ly này vốn đã dở rồi. Sự hiểu biết của Đức Phật là như thế này. Ngài nhìn thấy cái ly dở bên trong cái ly chưa dở. Mỗi khi bạn dùng cái ly này, bạn nên ngẫm nghĩ rằng nó đã dở. Khi thời gian đến nó sẽ dở. Hãy dùng cái ly, hãy chăm sóc cho nó, cho đến ngày nó tụt khỏi bàn tay bạn và dở tan. Không sao cả. Tại sao không? Bởi vì bạn đã nhìn thấy sự dở tan của nó từ trước. Tôi rất thích cái ly này, bạn nói. Tôi hy vọng nó có bao giờ dở. Vài bữa sau, con chó làm dở nó. Tôi sẽ giết con chó khốn nạn đó. Bạn ghét con chó vì nó làm dở cái ly của bạn. Nếu một trong các con của bạn làm dở nó, bạn sẽ ghét nó luôn. Tại sao vậy? Bởi vì bạn ngăn mình lại và nước không có chỗ thoát. Bạn xây một cái đập mà không có đập tràn. Điều duy nhất cái đập có thể làm là bể tung, phải không? Khi bạn xây một cái đập, bạn cũng phải làm một cái đập tràn. Khi nước dâng lên quá cao, nó có thể chảy ra một cách an toàn. Bạn phải có một cái van an toàn như thế. Sự vô thường của cái van an toàn của các thánh nhân. Nếu bạn có cái van an toàn này, bạn sẽ bình an. Đi, đứng, nằm, ngồi, hãy tu hành liên tục. Dùng chánh niệm để canh gác và bảo vệ tâm. Chừng nào bạn không dứt bỏ Phật, bạn sẽ không đau khổ. Vừa dứt bỏ Phật, vừa dứt bỏ sự quán chiếu về tính chất tạm bợ, bất toàn và vô chủ là bạn đau khổ ngay. Nếu bạn có thể tu hành được bấy nhiêu thì đã đủ. Đau khổ sẽ không phát sinh. Hoặc nếu nó có phát sinh, bạn có thể giải quyết ổn thỏa. Và điều này sẽ khiến cho sự khổ không phát sinh trong tương lai. Đây là dứt điểm của sự tu hành, một điểm nơi sự khổ không còn phát sinh. Và tại sao sự khổ không phát sinh? Bởi vì chúng ta đã nhận ra nguyên nhân của sự khổ. Bạn không cần đi xa hơn điểm này, chỉ bấy nhiêu là đủ. Quán chiếu điều này trong tâm của bạn. Tất cả các bạn đều có năm giới làm nền tảng. Không cần phải nghiên cứu tam tạng kinh điển. Chỉ việc tập trung vào năm giới trước, lúc đầu bạn sẽ làm lầm lỗi. Khi bạn nhận ra điều này, hãy dừng ngay, quay lại và tái thiết lập giới hạnh của bạn. Có thể bạn sẽ đi lạc và làm một lầm lỗi khác. Khi bạn nhận ra điều này, tái thiết lập chính mình. Nếu bạn tu hành như thế này, bạn sẽ có chánh niệm liên tục trong mọi tư thế. Khi đến giờ ngồi thiền, bạn ngồi thiền. Nhưng thiền không chỉ là ngồi. Bạn phải cho phép tâm kinh nghiệm sự việc hoàn toàn. Cho phép sự việc
diễn tiến tự nhiên và xem xét bản chất của chúng. Bạn xem xét chúng như thế nào? Hãy nhìn thấy chúng là vô thường, bất toàn và vô chủ. Tất cả đều không chắc chắn. Cái này đẹp quá, tôi phải có nó. Đó không phải là một điều chắc chắn. Tôi không thích cái này chút nào cả. Hãy nói với mình ngay tại đó: không chắc. Nhưng nếu bạn cố xem sự việc là thật, tôi sẽ lấy cho được thứ này. Bạn đã đi lạc hướng, được làm thế. Bất kể bạn thích một điều gì đến chừng nào, bạn nên suy nghĩ là nó không chắc chắn. Có một món ăn có vẻ rất thơm ngon, nhưng bạn nên suy nghĩ rằng nó không phải là điều chắc chắn. Nó có thể trông rất chắc chắn, trông rất ngon, nhưng bạn vẫn phải nói với mình không chắc. Nếu bạn muốn kiểm tra xem nó có chắc chắn không, hãy thử ăn món ruột của bạn mỗi ngày. Mỗi một ngày, nhớ nhé, cuối cùng bạn sẽ than phiền: món này không thấy ngon nữa. Cuối cùng bạn sẽ nghĩ: thật ra tôi thích món kia hơn. Nhưng đó cũng không phải là một điều chắc chắn. Có người ngồi cho đến khi họ đờ đẫn cả ra, chẳng khác gì người chết. Họ không thể phân biệt phía nào là nam, phía nào là bắc. Đừng đi đến chỗ cực đoan như vậy. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ khi đi kinh hành, hãy thay đổi tư thế. Hãy có trí huệ. Nếu bạn mệt mỏi quá, hãy nghỉ một lát. Khi vừa thức giấc, hãy tiếp tục tu hành. Đừng để mình rơi vào trạng thái đờ đẫn. Bạn phải tu hành như vậy, phải hợp lý, có trí huệ và thận trọng. Khởi sự tu hành từ chính thân và tâm của bạn, nhìn thấy chúng vô thường. Hãy nhớ như thế: khi bạn nhìn thấy thức ăn thơm ngon, bạn phải tự nhủ, không phải là một điều chắc chắn. Bạn phải đánh trước. Thường thì hầu như lần nào bạn cũng bị nó đánh trước, phải vậy không? Nếu bạn không thích một thứ gì, bạn khổ sở vì điều đó. Đây là cách sự việc đánh đấm chúng ta. Bạn chưa bao giờ có cơ hội ra tay trước. Hãy tu hành trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi. Bạn có thể kinh nghiệm sự tức giận trong bất cứ tư thế nào, đúng không? Bạn có thể nổi giận khi bạn đang đi, khi đang ngồi hay đang nằm. Bạn có thể kinh nghiệm sự ham muốn trong bất kỳ tư thế nào. Cho nên sự tu hành của chúng ta phải nới rộng tới mọi tư thế. Đừng chỉ phô trương, hãy thật sự làm. Khi ngồi thiền, một điều gì đó có thể phát sinh. Trước khi nó lắng dịu thì một thứ khác đã chạy xông vào. Bất cứ khi nào những thứ này xuất hiện, chỉ việc nói với bạn: không chắc, không chắc. Hãy đắm nó trước khi nó có cơ hội đắm bạn. Đây là điểm quan trọng. Nếu bạn biết rằng mọi việc đều vô thường, sự suy nghĩ của bạn sẽ tháo mở dần. Bạn quán chiếu về sự không chắc chắn của những chuyện đã qua, bạn sẽ nhìn thấy rằng mọi thứ đều đi cùng một đường. Mỗi khi có điều gì đó phát sinh, tất cả những gì bạn cần nói là: ồ, là một đứa khác. Nếu tâm bạn bình an, nó sẽ giống như dòng nước tĩnh lặng đang trôi chảy. Bạn có bao giờ nhìn thấy một dòng nước tĩnh lặng trôi chảy không? Đúng như thế, bạn đã từng thấy dòng nước chảy và dòng nước tĩnh lặng, nhưng có lẽ chưa bao giờ thấy một dòng nước tĩnh lặng chảy. Ngay tại đó, ngay cái nơi mà sự suy nghĩ không thể mang bạn tới, ngay trong sự bình an, bạn có thể phát triển trí huệ. Tâm của bạn sẽ giống như dòng nước chảy, thế nhưng nó tĩnh lặng. Tĩnh lặng nhưng trôi chảy. Cho nên tôi gọi nó là dòng nước tĩnh lặng chảy. Trí huệ có thể phát sinh tại đây.